Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1551, Ngọc Phi Nhi 11. Kim Nguyên Đỉnh là thánh khí chân chính, thủ hộ giả của danh sư học viện, cao ngạo tới cực điểm, các đời viện trưởng của danh sư học viện, mặc dù có quyền lợi mời nó xuất thủ, nhưng lại chưa bao giờ để nó nhận chủ. Coi như lão viện trưởng trước đó, trước khi mất tích, đột phá lục tinh ràng buộc, đạt đến thất tinh, nhưng đối với nó vẫn không có biện pháp. Tên này ngạo khí không nói, còn cực kỳ lười, ba ngày ngủ hai lần, muốn nó hỗ trợ luyện chế vũ khí, quả thực là không thể nào. Hiện tại muốn nó hỗ trợ luyện đan, mọi người vốn cho rằng tuyệt không thể nào làm được, nằm mơ cũng không nghĩ tới, biến hóa nhanh như vậy. Còn đỉnh đỉnh, đỉnh em gái người A hát, người đường đường là thánh khí, thủ hộ thần của học viện. Có thể có chút tôn nghiêm không? Lục Phong càng sắp muốn điên, trước đó thời điểm hắn mời đối phương, cao ngạo chém gió tới mức tự kỷ, còn tuyên bố vài phút luyện hắn thành than, hiện tại được rồi, lấy thân đỉnh đi cỏ cọ trương huyền, bộ dạng sợ hắn tức giận. Người cùng người tranh lệch cũng quá lớn đi. Giải quyết. Thu phục kim nguyên đỉnh xong, trương huyền cười nhìn qua. Xem như đối phương là thánh khí, khẳng định cũng có thiếu hụt, thiên đạo thư viện ra tay, trực tiếp tìm ra, sau đó lại hứa hẹn giúp hắn tăng lên phẩm giai thu phục cực kỳ đơn giản. Viện trưởng, lợi hại. Vẻ mặt triệu bính tuất đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới giơ ngón tay cái, không phục không được. Mỗi lần vị viện trưởng này đều có thể ra ngoài dự liệu, để cho người ta khiếp sợ. Có lẽ về sau thật có thể dẫn đầu danh sư học viện càng đi càng xa, thậm chí trở thành đứng đầu trong bốn đại học viện. Chủ nhân, tên này một lòng muốn hại ngươi, có muốn ta luyện hắn thành than hay không? Kim nguyên đỉnh bị thu phục, bắt đầu suy nghĩ thay chủ nhân, hung ác nhìn trầm trầm lục phong cách đó không xa. Trước đó tên này bộ dạng đắc ý nó là nhìn ở trong mắt chủ nhân thân là sư tổ có thể không so đo với đồ tôn nhưng nó không làm được tiền bối lục phong bị dọa đến mặt như giấy trắng kim nguyên đỉnh là thủ hộ thánh khí của danh sư học viện địa vị tương đương lão tổ thật luyện hắn thành than ngay cả mộc sư cũng nói không được cái gì ai là tiền bối của ngươi gọi ra ra kim nguyên đỉnh hừ lạnh ta lục phong suýt chút nữa bật khóc vội vàng nhìn về phía mộc sư muốn hắn hỗ trợ chủ trì công đạo. Mục sư lắc đầu, Kim Nguyên đỉnh tiền bối nói không sai, người vù hãm danh sư, làm xấu hình tượng danh sư, ta sẽ sửa sang chuyện ngày hôm nay thành sách, báo cáo tổng bộ, không có gì bất ngờ xảy ra, thân phận luyện đan học viện viện trưởng của ngươi khó giữ được, thậm chí tứ cách danh sư cũng có thể bị thủ tiêu. Hủy bỏ tứ cách danh sư Audio điện tử võ tấn bền Vẻ mặt lục phong trắng bệch, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra suýt chút nữa té ngã trên đất hủy bỏ thân phận luyện đan viện trưởng này nằm trong dự liệu nhưng một khi hủy bỏ tứ cách danh sư phấn đấu một đời đều trôi theo nước chảy thấy bộ dáng của hắn mộc sư than thở danh sư tự thân dạy dỗ làm gương sáng cho người khác ngươi vì bản thân tư dục không điều tra rõ sự thật liền tùy ý vu oan đã vi phạm yêu cầu cùng đạo đức của sư chuyện này chỉ có thể trách chính ngươi ta cũng không giúp được nói xong lắc đầu nếu nhóm người mình tin hắn không cho thầy trương cơ hội phân biệt khẳng định đã ủ ra đại họa hắn tiếp tục lưu lại cũng sẽ trở thành con sâu làm giàu nổi canh trong danh sư còn không bằng khai trừ vâng vẻ mặt trắng bệch vị danh sư lục tinh đỉnh phong nửa bước thần thức cảnh này một canh giờ trước còn quát tháo phong vân cảm thấy chức vị viện trưởng đã tới tay giờ phút này trở nên hồn bay phách lạc không còn chút tinh thần đọ sức với trương huyền hắn thua, thất bại thảm hại. Trần Thừa Tuần nghe tin lời của người, không phân phải trái. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ chức vụ trận pháp học viện viện trưởng, chờ tổng bộ xử lý. xử lý xong Lục Phong, Mộc sư nhìn về phía Trần Thừa Tuần. Mặc dù Trần viện trưởng sai lầm không quá lớn, nhưng cùng Lục Phong vu hãm thầy trương, tội danh không nhỏ. Vâng, Lục Thừa Tuần không dám phản bác, gật đầu. Còn Đồng Hân, thân là học viên của danh sư học viện không cố gắng học tập làm gương mẫu cho tân sinh ngược lại tham dự học viện tranh đấu trở thành công cụ để lục phong hãm hại thầy trương dưới tình huống không phân biệt được sự thật báo cáo học viện suýt chút nữa tạo thành sai lầm lớn từ hôm nay trở đi hủy bỏ thân phận học viên nói cách khác người bị khai trừ mục sư vẫy tay hiện tại trương huyền rửa sạch oan khuất càng thành viện trưởng những người hãm hại hắn nhất định phải xử lý nếu không về sau ai cũng muốn hãm hại còn thể thống gì nữa Viện trưởng phải có tôn nghiêm cùng thân phận của viện trưởng, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể bêu xấu. Mặc dù Đồng Hân nói tận mắt nhìn thấy, nhưng Sở Dĩ Lục Phong, Trần Thừa Tuần bị xử phạt đều bởi vì tin tức của nàng, thân là danh sư, dưới tình huống không phân được thật giả liền đăng báo, bản thân liền có vấn đề. Nhất định phải bị nghiêm trị. Vâng. Vẻ mặt Đồng Hân u ám ôm quyền, vốn cho rằng tìm được nhược điểm của Trương Huyền, có thể để cho hắn ăn một bình, kết quả không chỉ bối phận thành cháu chất, còn bị khai trừ. Mặc dù rời học viện, nàng vẫn như cũ là danh sư lục tinh, nhưng những năm này ở học viện kinh doanh quan hệ, tất cả đều biến thành cho bụi, thậm chí có chỗ bẩn này, sau đó con đường tấn cấp, sẽ không dễ dàng như vậy. Bốn người chúng ta, vẫn là hồ yêu yêu thông minh. Nàng than thở một tiếng, tứ đại học hội cạnh tranh với nhau, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là hồ yêu yêu thông minh nhất, thành học đồ của thầy Trương, Lắc mình biến hóa chính là môn sinh của viện trường. cái thân phận này về sau bất kể tu luyện hay khảo hạch đẳng cấp đều xuôi gió xuôi nước những người khác đều kém xa trương viện trưởng xử lý như vậy có được không xử lý xong những người này mộc sư xoay đầu lại hắn không xưng sư thúc mà là trương viện trưởng tỏ rõ lập trường hắn vừa đến không dám bao biện làm thay thứ hai không làm việc thiên tư cái này được rồi trương huyền gật đầu kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn vơ vét linh thạch của ba người kia một phen không xử trí cũng được dù sao cũng làm ẩm ý không nổi hiện tại hủy bỏ tư cách danh sư khai trừ hắn cũng không còn gì để nói ta còn có việc xử lý liền đi về trước đình đình đi theo ta biết tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ có chút xấu hổ trương huyền phất tay thu kim nguyên đỉnh vào không gian giới chỉ cáo từ mọi người trở lại chỗ ở để Tôn Cường đi Huyền Huyền hội mời đám người lỗ đan sư đến, bản thân thì đi luyện đan sư học viện. Lúc trước liên hệ tổng bộ, đối phương nói sẽ đưa đoạn tục thảo tới, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tới luyện đan sư học viện, xe nhẹ đường quen, quả nhiên phát hiện đối phương đáp ứng dược liệu vài ngày trước đã đến. Nghe nói người đưa muốn trực tiếp đưa cho hắn, nhưng chờ một ngày cũng không đợi được, đành phải hậm hực trở lại. Cầm lấy đoạn tục thảo, đang muốn về biệt viện đi xem tình huống của Ngụy Như Yên, chỉ thấy là thất thất tiến lên đón. Chương 1552, Ngọc Phi Nhi mời khai. Lão sư, người về rồi. Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt lạc thất thất sáng lên. Thầy Trương, sau lưng nữ hải còn theo mấy người, chính là đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, Ngô Trấn, Diệp Tiền. Lúc này đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, thực lực đều có đột phá cực lớn, giống như lạc thất thất, đều đạt đến quy nhất cảnh xem ra triệu bính tuất tẩy cân phạt tủy, có hiệu quả rất lớn với bọn hắn, trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, tiến bộ nổi bật. Rất không tệ a hát. Trương Huyền cười cười. Mặc dù trước đó có chút mâu thuẫn với những người này, nhưng trải qua địa cung sinh tử, đã có tình cảm khác, lúc này nhìn thấy bọn họ tấn cấp, trong lòng cũng hết sức vui mừng cùng cao hứng. Trương Huyền, ta nói qua trở về sẽ trả ngươi tiền cá cược, đây là ba viên linh thạch thượng phẩm, nhiều hơn một viên, xem như đền bù những ngày này. Ngọc Phi Nhi tiến về phía trước một bước, đưa đến một cái hộp ngọc, bên trong chứa ba viên linh thạch thượng phẩm, linh khí sao động, khí tức kinh người. Nàng cùng Trương Huyền đánh cược, một mực không thắng nổi, thậm chí mình cũng thành tỷ nữ, mặc dù chưa làm qua chức trách của tỷ nữ, nhưng vẫn đưa tới tiền cược. Nàng thân là công chúa, trở lại hoàng cung, tu vi đột phá đến quy nhất cảnh, mấy viên linh thạch thượng phẩm, vẫn rất dễ dàng lấy được vậy ta liền không khách khí. Đối với linh thạch, Trương Huyền càng nhiều càng tốt, lật tay liền thu vào không gian giới chỉ. Thầy Trương, sự tình của ngươi ở học viện, chúng ta đều nghe nói, các viện trưởng không. Làm khó dễ ngươi chứ. Hình viễn cùng ngô chấn nhìn qua. Bọn họ xuất quan, nghe được nhiều nhất chính là sự tình của thầy Trương, huyên náo đến mấy học viện hoàn toàn tê liệt, thậm chí còn cùng một vị phó viện trưởng tiến hành sinh tử đấu. Có thể nói, thầy Trương này, ngắn ngủi nửa tháng ở học viện huyên náo ra động tính còn lớn hơn bọn hắn ở đây nhiều năm không có nhìn ra đối phương là thật tình quan tâm trương huyền cười cười vậy là tốt rồi nghe nói học viện không làm khó mọi người thở phào nhẹ nhõm ngọc phi nhi tới gần giang lấy bờ môi trần chờ một lát phụ hoàng ta muốn gặp ngươi phụ hoàng hồng viễn đế quốc hoàng đế bệ hạ trương huyền sướng sờ ngọc phi nhi là lục công chúa phụ hoàng của nàng, tự nhiên là đương triều bệ hạ của Hồng Viễn Đế Quốc. Vâng, Ngọc Phi Nhi gật đầu. Lúc nào, Trương Huyền sướng sờ, mời ngươi tham gia dạ tiệc hôm nay. Ngọc Phi Nhi nói, mời ta làm gì? Trương Huyền kỳ quái, hắn chỉ là một danh sư tứ tinh, mặc dù ở học viện náo ra chút động tính, nhưng còn không đến mức để một hoàng đế đế quốc tự mình mời chứ. Hoài vương ra tự mình đưa ngươi một biệt thự, lại muốn thu ta làm nô tỳ ở học viện huyên náo động tĩnh lớn như vậy, còn rời không toàn bộ linh tài các. Phụ hoàng tự nhiên muốn nhìn một chút. Ngọc Phi Nhi khẽ nói. Thân là hoàng đế của đế quốc nhất đẳng, trương huyền này còn kém phá hủy toàn bộ đế đô, nếu như lại không nghe nói, thì thật sự quá ngu ngốc. Huống chi, đối phương thu nữ nhi của hắn làm nô tỳ coi như Ngọc Phi Nhi không nói, thân là bệ hạ, cũng có thể điều tra ra. Cái này, trương huyền vò đầu. Được rồi, có điều ta muốn đi luyện đan, nếu như hôm nay rảnh rỗi, sẽ qua một chuyến. Nơi này là Hồng Viễn Đế Quốc, vị hoàng đế kia mình là trốn không khỏi, qua gặp một lần, cũng không tính là gì. Quyết định như vậy đi, tiệc tối ta chờ ngươi, địa điểm ngay ở Hoàng Cung, đây là thiệp mời. Thấy hắn đáp ứng, Ngọc Phi Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một thiệp mời đưa tới. Ân, Trương Huyền tiện tay tiếp nhận, để vào không gian giới chỉ, cáo từ đám người Ngọc Phi Nhi, lạc thất thất, Trương Huyền mới vừa trở lại phủ đệ, chỉ thấy vẻ mặt tôn cường gấp gáp tiến lên đón. Thiếu ra, không xong, người chồng gốc thập diệp hoa trong viện, không biết làm sao. Màu sắc hoàn toàn thay đổi. chương 1553, hiện trạng của Ngụy Như Yên một Màu sắc thay đổi. Trương Huyền sững sờ, vội vàng đi đến chỗ thập diệp hoa. Thập diệp hoa là dược liệu thánh giả, sau khi thành thục, hoa nở mười đóa, mỗi đóa đều có màu sắc không giống nhau, đối ứng ba hồn bảy phách của người. Linh hồn của Ngụy Như Yên yếu ớt, chính là thả ở trên đó tẩm bổ. Hắn đã đáp ứng Ngụy Trường Phong, sẽ chiếu cố nữ nhi của hắn, đột nhiên biến màu, xảy ra chuyện gì. Rất mau liền tới giữa sân, lập tức nhìn thấy đóa hoa diễm lệ trong trận pháp, tất cả đều biến thành đen nhánh, tựa như có người dội mực lên đóa hoa. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Thập diệp hoa, 10 loại màu sắc, Mang theo năng lực thai nghén linh hồn, hiện tại toàn bộ biến thành màu đen, rất hiển nhiên xuất hiện biến cố. Ngụy Trường Phong đã qua đời, với tư cách thiếu chủ, đáp ứng đối phương, nếu cứu không được nữ nhi của hắn, còn có mặt mũi nào mệnh danh danh sư. Trước khi thiếu ra đi, để ta chiếu cố đóa hoa này, mỗi ngày ta tưới một chút địa mạch linh dịch, mấy ngày nay đều rất tốt, thậm chí buổi sáng thiếu ra trở về, ta xem cũng không có vấn đề gì, nhưng một canh giờ trước, màu sắc đột nhiên biến thành màu đen ta cẩn thận kiểm tra, trận pháp không có ai động, cũng không có người đến, cụ thể là tình huống gì cũng không rõ ràng. Tôn Cường lo lắng, đột nhiên biến thành đen. Trương Huyền cao mày, mở ra trận pháp bố trí ở chung quanh, nhìn kỹ một chút, quả thực không người đến qua. Không người đến, liền không có khả năng phá hư, hắn lại cực kỳ tin tưởng Tôn Cường, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Huyền đi tới gần thập diệp hoa, Minh Lý chi nhãn nhìn sang. Cây thập diệp hoa này, trước đó được địa mạch linh dịch cùng thiên đạo chân khí của hắn tẩm bổ, nhanh chóng thành thục, sức sống tràn trề, tiên diễm ướt át, mà giờ khắc này, không chỉ đóa hoa đen, lá cây cũng hơi khô héo, như mắc bệnh gì đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Nhất là dễ cây lộ ra ngoài, đã xuất hiện cục diện thối rữa Tại sao có thể như vậy? Địa mạch linh dịch tẩm bổ, lại thêm tụ linh trận hội tụ linh khí, gốc thánh dược này nên càng sống càng tốt mới phải, làm sao sẽ thối giữa thành bộ dáng này? ngón tay đưa tới, trong đầu hô, thiếu hụt, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, vội vàng mở ra. Nhìn thoáng qua, vẻ mặt trở nên khó coi. Lại trúng độc, căn cứ thư viện miêu tả, sở dĩ cây thập diệp hoa này như vậy, cũng không phải nguyên nhân khác, mà là trúng độc. Ngụy Như Yên là tiên thiên độc hồn thể, linh hồn cũng mang kịch độc, mặc dù thập diệp hoa có thể tẩm bổ linh hồn, nhưng cùng hồn phách của nàng ở chung thời gian dài, tự nhiên sẽ trúng độc, bị độc thành như vậy nếu không có địa mạch linh dịch, cùng linh khí thoải mái, chỉ sợ sớm đã chết rồi, căn bản không kiên trì được 10 ngày. Căn nguyên ở trong óc dạo qua một vòng, Trương Huyền nhíu mày. Tiên thiên độc thể của Ngụy Như Yên quá lợi hại, ngay cả tiên thiên thai độc trong linh hồn hắn cũng có thể áp chế, đủ thấy đáng sợ. Thập Diệp Hoa là thánh dược tầm bổ linh hồn, nhưng tiếp xúc độc thể lợi hại như vậy, cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện loại biến cố này là bình thường. Trước đó, hắn chỉ nghĩ tầm bổ linh hồn, cứu chữa ngụy như yên, lại quên chuyện nàng là tiên thiên hồn thể, không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Một khi thập diệp hoa tử vong, linh hồn của ngụy như yên chẳng khác nào biến thành cây không dễ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. May mắn tôn cường phát hiện kịp lúc, nếu không, người không có cứu sống, chỉ sợ sẽ còn làm hồn phi phách tán. Xem trước linh hồn được tẩm bổ thành dạng gì. Không dám do dự, tinh thần khẽ động, vu hồn ly thể, cúi đầu nhìn sang hồn phách ẩn chứa trong đóa hoa. Một lát sau, sắc mặt hắn tái xanh, thập diệp hoa tẩm bổ linh hồn khác, thời gian 10 ngày, tuyệt đối có thể để cho hồn phách yếu ớt muốn diệt, tẩm bổ đến trình độ tỉnh lại, mà Ngụy Như Yên tiên thiên hồn thể, thực sự quá cường đại, độc chết gốc thánh dược này không nói, trên tẩm bổ căn bản không có quá trợ giúp lớn. Nói cách khác, trạng thái linh hồn của Ngụy Như Yên thời khắc này, mặc dù so với 10 ngày trước, mạnh mẽ hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng suy yếu, cách có thể tỉnh lại, còn kém một đoạn rất lớn. Dựa theo tình huống của nàng bây giờ, muốn tỉnh lại, ít nhất phải mấy chục vạn cây thập diệp hoa mới có thể làm được. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Dựa theo tình huống hiện tại của Ngụy Như Yên đến phân tích, để nàng tỉnh lại, không có có vài chục vạn cây thập diệp hoa, căn bản không có khả năng. Một cây thập diệp hoa, liền huyên náo long trời lở đất, y sư học viện bị phá hủy, mấy chục vạn cây. Làm sao lấy được, có thể nói, muốn nhờ vào thập diệp hoa cứu người, đã là không thể nào trừ khi sử dụng thánh dược cấp bậc cao hơn trương huyền nhíu mày mặc dù thập diệp hoa là thánh dược nhưng cũng chỉ vừa mới bước vào thánh giả dựa theo nhân loại phân cấp chỉ tương đương thánh giả nhất trọng kháng độc tính sức chịu đựng tự nhiên sẽ kém chút nếu như sử dụng thánh dược cấp bậc cao hơn có lẽ hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều cũng không cần khó khăn như vậy nhưng mà một cây thập diệp hoa cũng khó tìm như thế huống chi là dược vật còn sống thu linh hồn của nàng vào thân thể lại nói. Biết tạm thời nghĩ những thứ này cũng vô dụng, để tôn cường mang thân thể của ngụy Như Yên tới, lúc này vu hồn khẽ động, rút hồn phách của nàng từ trong thập diệp hoa ra. Hồn phách rời đóa hoa, suy yếu giống như trước đây, hai mắt nhắm nghiền, để nàng trở lại thân thể, quả nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại. Vẫn phải tiếp tục luyện chế đoạn tục đan, luyện tốt đan dược, trước tầm bổ thân thể, thân thể mạnh mẽ, linh hồn cũng có thể tùy theo mạnh lên. Sau đó, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm thánh dược cấp bậc cao hơn. Nhìn thấy Nữ hài vẫn bất tỉnh như cũ, Trương Huyền xoa xoa lông mày. Có thể để cho vô số y sư lục tinh bó tay toàn tập, Ngụy Trường Phong hao phí tất cả tinh lực. Bệnh tình của Ngụy Như Yên quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng. Chương 1554, hiện trạng của Ngụy Như Yên thai. Vốn hắn cho rằng, tìm một gốc thánh dược còn sống tầm bổ linh hồn liền có thể để cho nàng tỉnh lại. Hiện tại xem ra vẫn là nghĩ quá đơn giản. Không nói cái khác, chỉ nói nàng có Tiên Thiên Hồn độc, liền để vô số thánh dược cũng khó mà chống chọi. Vu hồn bay ra, lợi dụng hồn phách của mình tẩm bổ đối phương một hồi, cảm thấy sinh mệnh lực khôi phục một chút, sẽ không tạm thời tử vong, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Cây thập diệp hoa này, mặc dù không có cứu tỉnh nàng, nhưng thành công hóa giải khốn cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, chỉ cần luyện ra đoạn tục đan, sức sống thân thể tăng lên, cho dù tạm thời bất tỉnh, cũng nhất định có thể chống đến lúc tìm được thánh dược cấp bậc cao hơn. Thiếu gia, đám người lỗ đan sư đã chờ ở đại sảnh. Để tôn cường phái người tiếp tục chiếu cố Ngụy Như Yên, Trương Huyền thì đi đến đại sảnh. "Thầy Trương." Đi vào đại điện, thấy hắn đi tới, đám người lỗ đan sư vội vàng đứng dậy. "Chư vị không cần khách khí, mục đích tìm mấy vị đến đây, không cần ta nhiều lời cũng hiểu." Ta hy vọng có thể mượn tay các ngươi luyện chế ra đoạn tục đan cấp 7." Trương Huyền ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù mọi người sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe hắn chính miệng thừa nhận, cả đám vẫn trầm mặc xuống. Bọn họ đều là luyện đan sư lục tinh đỉnh phong, luyện chế đan dược cấp 6 không có vấn đề gì, nhưng luyện chế cấp 7. Hơn nữa còn là mấy người không có phối hợp qua, thực sự quá khó. "Thầy Trương, không phải chúng ta chối từ." Nhưng năng lực của chúng ta có hạn, sợ là khó hoàn thành trách nhiệm." Lỗ Đan sư lắc đầu. Bọn họ không phủ nhận trình độ của thầy Trương ở luyện đan, nhưng đan dược cấp 7, còn bài danh phía trên, hoàn toàn không có khả năng. "Chư vị không cần lo lắng, cũng không cần có gánh nặng trong lòng gì, chỉ cần dựa theo trình tự của ta, từng bước hoàn thành, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn." Thấy mấy người không có lòng tin, Trương Huyền nói. "Cũng khó trách, bọn họ là luyện đan sư lục tinh." tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là đan dược cấp 6. Đoạn tục đan, cấp 7 khá cao, đã vượt qua phạm vi có thể tưởng tượng. Chúng ta vẫn không dám. Lỗ đan sư lắc đầu. Đúng vậy, tuổi của chúng ta lớn như vậy, xung kích qua nhiều lần cũng không thành công, lại chưa bao giờ phối hợp qua, sợ rất khó hoàn thành. Mấy vị đan sư khác cũng lắc đầu. Thấy mấy người ngay cả một chút lòng tin cũng không có, trương huyền cao mày. Luyện đan, không chỉ cần kỹ xảo, tinh, khí, thần thiếu một thứ cũng không được, nhất là loại đoạn tục đan này, có thể chữa trị tứ chi, cuộc tay lại nối tiếp, trong đó ẩn chứa sinh cơn nồng đậm, nếu như người luyện đan là loại thái độ này, coi như trình tự hoàn toàn đúng, cũng khẳng định không cách nào thành công. Cái này đã không phải vấn đề luyện đan thuật, mà là tinh thần cùng tín nhiệm. Thật giống như lúc trước hắn khảo hạch luyện đan sư nhất tinh, trần tiêu đan sư bởi vì nguyên nhân thân thể, luyện chế đan dược ẩn chứa tử khí, sau khi phục dụng chẳng những không có hiệu quả, còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đan dược cấp 7, đã đạt đến thánh cấp, dược vật thậm chí có thể sinh ra thần trí của mình, tinh thần của luyện đan sư không đủ. Làm sao có thể thành công? Dược liệu, hắn chỉ có một phần, một khi thất bại, không có cơ hội thứ hai, có thể nói, lần này luyện chế, tuyệt không thể sai sót. Chư vị đã không có lòng tin, vậy trương mỗ liền đắc tội. Thấy thái độ của mọi người như thế, trương huyền biết trong thời gian ngắn khẳng định khó khôi phục lòng tin, mà bản thân lại không có thời gian trì hoãn, cổ tay khẽ đảo, một đống dược liệu rơi trên mặt đất, là trước kia mấy vị túc lão của luyện đan học viện này hỗ trợ chuẩn bị. Làm xong những thứ này, hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng. Không cần sự tình khác, hiện tại liền bắt đầu luyện đan, cái này là dược liệu, lỗ đan sư, chiết xuất dược dịch của Linh Lăng Thảo, Kim Ngân Hoa, khâu đan sư dùng lửa nhỏ luyện chân tu hoa, lưu đan sư. Tốc độ nói rất nhanh, mang theo ý vị đặc thù, mỗi người đều an bài một việc. Mấy vị luyện đan sư đang muốn chối từ, chỉ cảm thấy trong đầu ngây ngất, thân thể kìm lòng không được dựa theo đối phương phân phó, bắt đầu rèn luyện dược liệu. Sư ngôn thiên bẩm, nhìn xem bàn tay cùng động tác không nghe sai khiến, con người mọi người co rụt lại. Giờ phút này ngu nữ cũng biết, vị trước mắt thi triển sư ngôn thiên bẩm với bọn hắn. Bọn họ đều là danh sư lục tinh đỉnh phong, bất kể thực lực hay tâm cảnh khác độ ở trong danh sư học viện đều dựa vào trước, thế mà trực tiếp chúng chiêu, đổi lại trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Tâm cảnh khắc độ của hắn, chỉ sợ đã vượt qua 21. Cả đám đều hoảng sợ. Có thể một hơi lệnh mọi người, hơn nữa để sư ngôn thiên bẩm có hiệu quả, nói rõ tâm cảnh khắc độ của vị này trước mắt, còn mạnh hơn bọn hắn, chỉ sợ đã đạt đến. Danh sư thất tinh, một tân sinh chừng 20 tuổi, tâm cảnh đến 21. Coi như thánh nhân quý tộc, cũng không có thiên tài nghịch thiên như thế a à. Có lẽ, Bọn họ những người chưa hề phối hợp qua này, thật có thể liên hợp lại, sáng tạo ra kỳ tích. chương 1555, Yên Hà Đan Vân một Danh sư học viện, trưởng lão nghị sự điện vỡ vụn. Nhìn phế tích trước mắt, đám người mục sư đến bây giờ lòng còn bỡ ngỡ. Rất nhiều kiến trúc của trưởng lão viện, không biết tồn tại bao nhiêu năm, trong đó không thiếu đồ cổ chân quý, dấu vết tiền bối lưu lại, mà bây giờ hoàn toàn biến thành phế tích, chỉ bằng vào khí thế, liền ép nơi này biến thành như vậy ngay cả phong sư điện cũng không chịu nổi thực lực của thầy dương kia thật là đáng sợ xem ra năng lực phá hoại của thầy trương là học từ thầy dương a vệ nhiễm tuyết có chút nhịn không được mở miệng nói đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau tất cả đều cười khổ gật đầu thầy trương tiến vào học viện mặc dù phá hủy không ít kiến trúc nhưng dù sao cũng có thể thông cảm không phải cố ý nhưng thầy dương không giống vừa giận toàn bộ trưởng lão viện liền sập loại năng lực phá hoại này còn lợi hại hơn hơn thầy Trương nhiều. Một lời không hợp liền phá tường, phá nhà cửa, may mắn còn không có làm gì học sinh của hắn, vạn nhất vừa rồi thực sự có người ra tay đả thương, toàn bộ danh sư học viện, thậm chí toàn bộ hồng viễn đế quốc, chẳng phải đều bị hắn phá hủy. Cũng may chung quanh trưởng lão viện có trận pháp thủ hộ, không có tin tức truyền ra ngoài, thầy Dương cũng chiếu cố mặt mũi của chúng ta, tận lực giữ lại lực lượng, không có chấn vỡ chúng, nếu không danh sư học viện chúng ta sẽ trở thành chuyện cười của toàn bộ danh sư đường. Mục sư nói, đúng vậy, trong lòng mọi người nghiêm nghị. Quả thực, đối phương rất rõ ràng đã áp chế lực lượng, chấn vỡ tất cả kiến trúc của nghị sự điện, phong sư điện cùng trưởng lão viện, chỉ là vì chấn nhiếp, lấy loại thực lực nghịch thiên kia, thật muốn giết người, đừng nói thập đại trưởng lão ở đây cộng thêm mục sư. Coi như danh sư đường ở thanh nguyên phong hào đế quốc có thể chống đối hay không còn khó nói. Trong một ngày, chữa trị toàn bộ những kiến trúc này, thuận tiện phái người truyền tin tức xác lập tân viện trưởng ra ngoài, mời thế lực khắp nơi đến đây dự lễ. Mộc sư nói tiếp, mọi người đồng thời gật đầu. Đúng rồi, sự tình thầy Dương, chư vị đều là danh sư, chắc hẳn không cần ta nói, cũng phải biết xử lý như thế nào, nói năng thận trọng, bất kỳ người nào cũng không thể nhiều lời. Nếu không, lấy tội phản bội nhân tộc luận xử. Hai tay mộc sư vẫy một cái, ánh mắt như đao loại danh sư đỉnh phong nhất như thầy Dương, hành tung, bộ dáng thậm chí học sinh, là cơ mật lớn nhất của nhân tộc, không phải bọn họ có thể thảo luận. Một khi tin tức dò dỉ, xuất hiện biến cố, cho dù bọn họ chết một vạn lần, cũng không đủ bồi thường. Vâng, mọi người đều hiểu mức độ nghiêm trọng, đồng thời nhẹ gật đầu. Lục Phong, người thì sao? Thấy mọi người đáp ứng, mục sư quay đầu nhìn về phía Lục Phong cách đó không xa. Hắn và thầy Trương có mâu thuẫn, lại bởi vậy hoạch tội, một khi trong lòng ghi hận, rất dễ dàng xuất hiện phiền phức không thể dự đoán. Trưởng lão viện biến thành như vậy, đều bởi vì ta mà lên, ta sẽ quyên ra tất cả tài sản, dùng để chữa trị nơi này, sau đó chủ động xin đi địa hải chấn thủ. Lục Phong nói, đi địa hải, chuyện này, nghe được quyết định của hắn, tất cả mọi người biến sắc, ngay cả mi trưởng lão cũng nhíu mày. Người nghĩ kỹ chưa? Ta nghĩ kỹ rồi, Trước đó ta trông đợi quá nhiều vào vị trí viện trưởng, từ đó mất đi bản tâm, đi địa hải sẽ tìm về bản thân lần nữa, dù bởi vậy bỏ mình cũng không uổng một đời theo đuổi. Lục Phong gật đầu, thần sắc kiên định, kỳ thật bản thân hắn không xấu, nhưng mà quá nghĩ đến vị trí viện trưởng, quá muốn ở trong thập đại trưởng lão chứng minh mình mà thôi. Hiện tại tân viện trưởng xác lập, không còn hy vọng, hồi tưởng chuyện lúc trước, thoáng như một giấc chiêm bao, mới hiểu được, cử động trước đó là buồn cười cỡ nào. Khổng Sư sáng lập danh sư, mục đích không phải vì hưởng thụ địa vị cao thượng, cũng không phải vì để hắn tranh quyền đoạt thế, mà vì thủ vệ nhân tộc, vì chủng tộc mà cố gắng. Nhưng hưởng thụ quyền lợi mang tới vui thú, coi như tâm tính lại kiên định, cũng dần dần bị hủ thực, từ đó mất đi tín ngưỡng ban đầu. Tốt, ngươi đã có quyết định này, ta sẽ tạm hoãn báo cáo sự tình của ngươi, tiếp tục bảo lưu ngươi tư cách danh sư lục tinh, nhưng hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, không nên để cho danh sư Đường thất vọng. Mộc sư nói, đa tạm Mộc sư, nghe được tạm hoãn báo cáo, giúp hắn bảo lưu thân phận danh sư Lục Tinh, khóc mắt Lục Phong đỏ lên, tình cảnh lúc trước trở thành danh sư tuyên Thệ, ngờ ngợ xuất hiện ở trước mắt, ngược như còn có vô số nhiệt huyết đang chậm rãi phun trào. Triệu Bính Tuất, người chịu trách nhiệm mời các thế lực đến đây dự lễ, nhớ kỹ, thầy trương thân phận là viện trưởng, tạm thời không cần dò gì. Thực lực của hắn bây giờ không đủ, nhất định phải cam đoan an toàn. Đợi sau khi kế vị. Nhận được viện trưởng lệnh, còn lại liền dễ xử lý. Không tiếp tục để ý Lục Phong, mục sư quay đầu bàn giao. Vâng. Triệu Bính Tuất gật đầu. Mi chúc cùng vệ Nhiễm Tuyết, hai người các ngươi chịu trách nhiệm xử tình nội bộ học viện, trấn an cảm xúc chư viện. Mục sư tiếp tục an bài, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động, một tiếng nổ thật to vang lên, tựa như bạo tạc. Làm sao vậy? Nghe được thanh âm khoảng cách không xa, con người mộc sư co rụt lại, mang theo tất cả trưởng lão đồng loạt bay lên, thẳng tắp nhìn lại phương hướng thanh âm truyền tới. Một phủ đệ cách học viện không xa, đổ sụp không biết bao nhiêu tòa nhà, bạo tạc đang từ chỗ kia sinh ra. Cái đó là, phủ đệ của thầy Trương. Con người mì trúc co rụt lại, nhịn không được hô lên. Sự tình hoài vương ra đưa tặng phủ đệ cho Trương Huyền, sau khi hắn nghe nói, cũng đã điều tra, tự nhiên biết chỗ ở của đối phương. Làm sao, sẽ biến thành như vậy? chẳng lẽ thầy trương tức giận ngay cả phòng ốc của mình cũng phá vệ nhiễm tuyết nuốt ngụm nước bọt tòa phủ đệ kia xa hoa cỡ nào a à, nghe nói hoài vương ra vì trang trí hao tốn không biết bao nhiêu tiền mà bây giờ trực tiếp biến thành phế tích mười mấy tiểu viện to lớn bị nổ đến hoàn toàn thay đổi bộ dáng còn muốn thảm hơn trưởng lão viện bọn họ chỉ biết trương huyền đi đến đâu phá đến đó nhưng ngay cả phủ đệ của mình cũng phá có chút quá khoa trương a thấy qua điên cuồng khắp nơi đánh người, nhưng chưa thấy qua điên cuồng đến ngay cả mình cũng đánh. Không phải hắn cố ý phá, mau nhìn. Trường 1556, Yên Hà Đan Vân 2 Không có trả lời mấy người, con người của mộc sư đột nhiên co rụt lại, chỉ về phía trước. Âm âm, nương theo hắn chỉ, chính giữa phê tích trước mắt, lần nữa oanh minh kịch liệt, một đoàn Yên Hà bảy màu sinh ra, tựa như ánh sáng chiếu rọi bốn phương. Đây là Yên Hà Đan Vân. Yên Hà Đan Vân, trong truyền thuyết, chỉ có luyện chế đan dược cấp 8 mới có thể xuất hiện. Đan dược cấp bậc càng cao càng nghịch thiên, cũng bị thiên địa khiển trách, Yên Hà Đan Vân chính là một loại thiên kiếp, chỉ tồn tại trong đan dược cấp 8. Thầy Trương, đây là luyện chế đan dược gì? Vì sao sẽ xuất hiện cái này? Thấy rõ ràng bộ dáng đám mây, mấy vị trưởng lão nhận ra được, cả đám sắp điên rồi. Yên Hà Đan Vân, tên như ý nghĩa, đồ vật khi luyện đan mới xuất hiện chỉ có đến đan dược cấp 8 mới có thể hình thành, trước mắt nhưng xuất hiện một đóa, há không nói rõ, thầy Trương. Lại luyện chế đan dược cấp 8. Không phải đan dược cấp 8, nếu như vậy, trong Yên Hà Đan Vân còn có kiếp số, không có. Nói rõ luyện chế dược vật, vẫn chưa tới cấp 8, có điều, xem như chưa tới, cũng là cấp 7 đỉnh phong, hơn nữa chỉ sợ còn đạt đến. Đan Văn Cảnh mới có uy thế như thế. Mục sư nhíu mày nói. Cảnh tượng đan dược cấp 8 thành đan, hắn may mắn gặp một lần, không chỉ có Yên Hà đan vân, luyện đan sư còn phải thừa nhận lôi kiếp, chỉ có như vậy, thành đan mới có thể mượt mà sung mãn, vừa xuất hiện liền sinh ra linh trí. Trước mắt chỉ có đan vân, không có lôi kiếp, nói rõ cấp bậc còn chưa đủ. Đan văn cảnh, đan dược cấp 7 đỉnh phong. Khóe miệng mọi người co giật. Cái này, chỉ sợ so với một ít đan dược cấp 8 bình thường, cũng chân quý hơn a. À đan dược chia làm thành đan, sung mãn, hoàn mỹ, đan văn. Đan dược đan văn cảnh, toàn bộ danh sư học viện nhiều luyện đan sư như vậy, cũng chỉ nghe nói qua, chưa hề thấy tận mắt, thầy trương luyện chế loại dược vật cấp bậc này, còn thành công. Thật hay giả? Đi qua nhìn một chút. Mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được nữa, bay thẳng về phía trước. Hoàng cung của Hồng Viễn Đế Quốc, một người trung niên đang ngồi ở trước bàn phê duyệt tấu trương. Hoàng đế bệ hạ của Hồng Viễn Đế Quốc, thụ thân của Ngọc Phi Nhi, Ngọc Thần Thanh. Thời khắc này, bút lông trong tay Ngọc Thần Thanh nhẹ nhàng khẽ động, chân khí vây quanh, tạo thành rất nhiều hình dạng dị thú, như rồng, như hổ, cho người ta một loại uy nghiêm không dám tới gần. Mặc dù không có thi triển thực lực, nhưng giơ tay nhấc chân liền uy áp thiên địa, thực lực của vị hoàng đế bệ hạ này, chỉ sợ không kém đám người mi trưởng lão đã đạt đến thánh giả nhất trọng đỉnh phong. Bệ hạ, tiệc tối đã chuẩn bị ổn thỏa. Một tên thái giám đi đến ân. Bút lông ngừng lại, Ngọc Thần Thanh xoa xoa mi tâm. Phi Nhi nói thế nào? Có mời được Trương Huyền kia tới không? Bẩm báo bệ hạ, công chúa nói thầy Trương đã tiếp tiếp mời, đêm nay sẽ đến. Thái giám cười nói. Vậy là tốt rồi, ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là dạng thanh niên tài tuấn gì, lại dám muốn nữ nhi của ta làm tỷ nữ hắn. Ngọc Thần Thanh hừ một tiếng. Bệ hạ, thầy Trương này, ở học viện huyên náo động tĩnh rất lớn, hẳn là một người có bản lĩnh. Nhưng bảo lục công chúa làm tỷ nữ, giọng điệu thực có chút lớn. Thái giám nói, không sai, con gái của ta, thiên tri kiêu nữ, ta cũng không đành lòng nói nặng một câu, hắn lại dám trêu đùa, ta cũng muốn nhìn một chút, tên này đến cùng có ba đầu sáu tay hay không. Chờ một lát tới, ta nhất định sẽ giáo huấn một trầu, để hắn biết trời cao đất rộng. Ánh mắt của Ngọc Thần Thanh lạnh lẽo, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy mặt đất oanh minh. Làm sao vậy, đi xem một chút." Ngọc Thần Thanh nhướng mày, khoát tay áo. "Vâng." Thái giám vội vã đi ra ngoài, không lâu sau vẻ mặt quái dị đi đến. "Bẩm báo bệ hạ, là Tiểu Viện Hoài Vương ra đưa cho thầy Trương, bị hắn phá hủy." "Hắn phá hủy?" Ngọc Thần Thanh sững sờ. "Đúng vậy, thầy Trương này đi luyện khí học viện, luyện khí học viện sập, đi y sư học viện, y sư học viện sập, đi luyện đan học viện, luyện đan học viện tan hoang." lần này, mới vừa trở lại chỗ ở của mình, chỗ ở cũng biến thành phế tích. Thái giám vội nói, đi đâu phá đó? Khóe miệng của Ngọc Thần Thanh co giật. Cái này, tiệc tối hôm nay, người xem có thể hủy bỏ hay không, hoặc là đừng để vị trương huyền này đến. Không được, tùy tiện hủy bỏ, thực sự không ổn, như vậy đi, người đi mời ngô trận pháp sư đến, để hắn hỗ trợ ở yến hội sảnh, bố trí hơn 10 trận pháp gia cố, để phòng bất chắc. Vâng, thái giám nhẹ gật đầu. chương 1557, Thánh giả bồ đề thụ một Đám người mộc sư đuổi tới chỗ ở của Trương Huyền, lúc này mới phát hiện, từ dương tiền bối thi triển đại lực lượng, bao phủ mọi người ở bên trong, không có một ai bị thương, nhưng phòng ốc không được chiếu cố, tất cả đều biến thành phế tích, thật không nỡ nhìn. Thời khắc này thầy Trương đang đứng ở trước mặt một cái khí đỉnh to lớn, chửi ầm lên. Trước khi luyện đan người cam đoan như thế nào, một đan dược cấp 7 nho nhỏ liền không chịu nổi, còn thánh khí, thánh cọng lông A. Trương huyền xác thực rất tức giận. Tên này lời thề son sắt với mình, nói luyện chế đan dược cấp 7 không thành vấn đề, lúc này mới hao phí tâm lực, thi triển sư ngôn thiên bẩm khống chế đám người lỗ đan sư hỗ trợ luyện đan, tất nhiên không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đan dược đầy đủ năm, cộng thêm không có xuất hiện chút sai lầm, rất nhanh liền thành đan. Kết quả, trong nháy mắt thành đan, cản trở không phải đám người lỗ đan sư, mà là kim nguyên đỉnh danh xưng chấn viện chi bảo này. Không có bao lại khí thức cuồng bạo của đan dược, ẩm vang nổ tung. Mặc dù không có làm bị thương người, nhưng thật vất vả có phủ đệ, liền triệt để phế bỏ. Ta, cũng không biết người muốn luyện chế đan dược nghịch thiên như thế a à. Bị chửi máu chó phun đầu, kim nguyên đỉnh cực kỳ oan ức. Nó là thánh khí không giả, nhưng là khí đỉnh, không phải đan lô, để nó luyện chế đan dược cấp 7 bình thường, cũng đã rất miễn cưỡng, kết quả còn luyện chế ra một viên đan dược vượt qua phạm vi năng lực trưởng khống. Không có bị nổ chết là tốt lắm rồi. Nếu không phải người cuối cùng không chịu được, viên đan dược này nhất định có thể đến cấp 8, hiện tại chỉ là đan văn cấp 7, lãng phí nhiều vật liệu tốt như vậy. Cũng biết không trách được đối phương, Trương Huyền hừ một tiếng nói. Nếu không phải tên này cuối cùng không chịu được, phẩm cấp đan dược khẳng định sẽ còn tăng trưởng. Thật đáng tiếc phượng mô thụ của tưởng thanh cầm, còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm. Cấp 8, đan văn cấp 7. Lỗ đan sư ở một bên, giờ mới hiểu được nhóm người mình luyện chế ra dạng đan dược gì, cả đám kích động không ngừng run dày. Đại ca, đoạn tục đan, bản thân là đan dược cấp 7, người luyện chế ra đan văn cảnh, đã rất khủng bố, không ít luyện đan sư bát tinh thượng phẩm cũng chưa hẳn có thể làm được. Thế mà còn muốn luyện chế ra cấp 8, ngươi là muốn nghịch thiên sao? Được rồi, may mắn đan dược không có tổn thương, nếu không, giết chết người cũng bù không được. Lại trách mắng hai câu, lúc này Trương Huyền mới hết giận, cất đan dược vào bình ngọc, nhìn thấy đám người mộc sư, liền ôm quyền. Mộc sư, chư vị trưởng lão. Sư thúc, người mới vừa luyện chế, là đoạn tục đan. Mộc sư nhận ra được, nhịn không được nói. Phải. Trương Huyền gật đầu, cũng không có gì phải giấu giếm. Đoạn tục đan cấp 7 đỉnh phong, luyện chế ra yên hà đan vân. Thủ pháp luyện đan này, quả thực quá khó tin nổi. mục sư khen ngợi, nhịn không được hỏi. Đoạn tục đan, có năng lực để cho người ta gãy chi núi tiếp, không biết sư thúc luyện chế viên đan dược này làm gì. Loại đan dược này mang theo sinh cơ cực lớn, không nói có thể hòa tử nhân, nhục bạch cốt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, huống chi còn luyện chế ra đan dược có thể so với cấp 8. Cứu một vãn bối. Trương Huyền gọi tử dương thú đưa ngụy như yên tới lúc này mới lấy bình ngọc ra. Sư thúc muốn cứu người này. Mục sư nhướng mày. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Thân thể của nàng quá hư nhược, uy lực đan dược lại quá mạnh, ta sợ dùng như vậy, sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Mục sư vội nói. Đây chính là đan dược có thể so với đan dược cấp 8, sinh mệnh lực minh mông, xem như hắn đột nhiên dùng cũng không chịu nổi, để một nữ hài hôn mê bất tỉnh, xương thịt như củi mục dùng, chỉ sợ dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy, liền bị dược lực trong đó đốt tươi chết. Quá bổ không tiêu nổi, đây là định lý. Không sao cả. Trương Huyền khoát tay, ngón tay búng một cái, mở nắp bình ra, ngay sau đó một cỗ linh khí tinh thuần từ trong bình ngọc tuôn trào ra, một viên thuốc bay đến không trung, tựa như lúc nào cũng sẽ chạy thoát. Đan dược đan văn cấp 7, mặc dù không có khả năng trong thời gian ngắn sinh ra linh trí, nhưng cũng có năng lực xua cát tị hung, nương theo thời gian trôi qua, sẽ trở nên giống như Kim Nguyên Đình, nắm giữ tư tưởng của nhân loại, lần thứ hai tiến hóa, biến thành hình người cũng chưa biết chừng. Muốn chạy trốn, tới. Dường như biết ra hỏa này sẽ có cử động như vậy, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, bàn tay lăng không chảo một cái, một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ. Đan dược lơ lửng ở trên không trung, như nhận lấy một loại khống chế nào đó, không tự chủ được bay đi. Biết đặc tính của loại đan dược cấp bậc này, hắn sớm liền chuẩn bị đủ loại thủ đoạn dùng chân khí đỡ lấy cầm của nữ hài, để nàng há miệng, nhẹ nhàng bắn ra, đoạn tục đan thẳng tắp chui vào cổ họng. Xì 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 xì, đan dược vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức như sắt thép nung đỏ đi vào nước lạnh, phát ra thanh âm xì si, xì, si. sắc mặt của ngụy Như Yên bắt đầu trở nên hồng nhuận, có điều, kéo dài không bao lâu, liền ngừng lại, vẫn ngủ say như cũ, không có bộ dáng thức tỉnh. Đưa tay đáp lên mạch tượng của đối phương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại người khác, Quả thực sẽ giống như mục sư nói, quá bổ không tiêu nổi, không chịu nổi dược lực, sẽ sớm tử vong, nhưng nữ tử trước mắt không giống, thánh dược thập diệp hoa cũng có thể độc chết, một viên đan dược thất cấp mà thôi, vào trong người, liền không sai biệt lắm hóa thành chất dinh dưỡng của độc thể. Mặc dù viên đoạn tục đan này còn chưa đủ cứu sống nàng, nhưng thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, trước đó ở trong bụng mẫu thân lưu lại thương thế, cũng hoàn toàn chữa trị. Thân thể khôi phục, coi như linh hồn ngủ mê mệt trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Trước đó Ngụy Như Yên bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, hiện tại dù không tỉnh lại, nhưng thân thể khôi phục khỏe mạnh, đã không có lo lắng sinh mệnh. Cái này, đoạn tục đan nhập thể, vậy mà không tỉnh lại, vị vãn bối này của sư thúc, đến cùng bị bệnh gì? chương 1558, Thánh giả Bồ Đề Thụ 2 Mục sư ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng không chịu nổi đoạn tục đan, một bệnh nhân dùng không có việc gì không nói, thế mà còn không tỉnh lại, bệnh này có chút đáng sợ a hát. Là thương thế phương diện linh hồn, thân thể khôi phục, chẳng qua linh hồn quá hư nhược, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh lại. Trương Huyền giải thích một câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn qua. Người có thánh dược tẩm bổ linh hồn không? Tốt nhất là sống, càng nhiều càng tốt. Hắn nghĩ không ra, cũng tìm không thấy thánh dược tẩm bổ linh hồn, nhưng mục sư có lẽ có. Thánh dược tẩm bổ linh hồn ta có một ít, có điều đều là giấy chế xong tươi sống thật không có mục sư trần chờ một chút lắc đầu không có trương huyền lộ ra vẻ thất vọng thánh dược giấy chế xong hắn muốn tìm cũng có thể tìm được đáng tiếc vô dụng với ngụy như yên nhất định phải là còn sống thầy trương thánh dược còn sống ta ngược lại biết một cây trung đỉnh thuần đi theo đằng sau đám người một mực không lên tiếng đột nhiên mở miệng hắn là y sư học viện viện trưởng biết rất nhiều dược liệu. Ồ, ở nơi nào? Trương Huyền vội vàng nhìn qua. Hoàng cung của Hồng Viễn Đế Quốc, có một gốc thánh giả bồ đề thụ, nghe nói đối với tẩm bổ linh hồn có hiệu quả cực lớn. Trung Đình Thuần nói, thánh giả bồ đề thụ. Trương Huyền cao mày, loại cây này, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nghe nói cây này là tiên tổ của Hồng Viễn Hoàng thất mang về từ mãng nguyên, trồng ở trong Hoàng cung, có hiệu quả tẩm bổ linh hồn, nguyên nhân chính là như thế, linh hồn của con cháu hoàng thất đều rất cường đại. Trung đỉnh thuần trần chờ một chút nói. Nhưng đây là thứ trọng yếu nhất của hoàng thất, ta sợ bọn họ không nguyện ý cho mượn sử dụng. Không nguyện ý cho mượn. Trương huyền xoa cầm, trong lòng trầm tư. Đúng lúc hôm nay có yến hội, trước xem gốc bồ đề thụ kia có hiệu quả với ngụy Như Yên hay không lại nói. Không có hiệu quả sẽ không cần mở miệng, nếu như có, cũng có thể thử xem. Đa tạ trung viện trưởng nhắc nhở nghĩ thông suốt mấu chốt trương huyền ôm quyền viện trưởng khách khí trung đỉnh thuần vội vàng gật đầu lại hỏi thăm mọi người vài câu phát hiện loại thánh dược tẩm bổ linh hồn này quả thực không nhiều lúc này trương huyền mới bất đắc dĩ lắc đầu viện trưởng hiện tại ta liền phái người tới chữa trị tiểu viện thấy phủ đề của viện trưởng biến thành như vậy ngay cả chỗ ở cũng không có triệu bính tuất mở miệng làm phiền triệu viện trưởng trương huyền gật đầu sớm biết luyện đoạn tục đan này nguy hiểm như thế, liền đi ngoài thành, làm hại hiện tại hắn cũng không có địa phương cư trú. Ân, triệu bính tuất không nói thêm lời, cùng tất cả trưởng lão xoay người trở lại học viện, bắt đầu tìm người hỗ trợ sửa chữa tiểu viện. Từ phong thánh đài trở về, chính là giữa trưa, sau đó đi trưởng lão viện giáo huấn, lại thêm luyện đan. Một buổi chiều qua rất nhanh, bất chi bất giác, trời đã tối. Nhìn chung quanh một vùng phế tích, Trương Huyền Trần chờ một chút, Thu Ngụy Như Yên vào thiên nghĩ phong xào, bàn giao đám người tôn cường, Vương Dĩnh đi học viện cư trú sao đám người Vương Dĩnh là khách khanh trưởng lão, ở học viện đã có chỗ ở đang định đi hoàng cung tham gia yến hội, đột nhiên trong lòng hơi động, ngừng lại. Ánh mắt nhìn đi, lâu xá tiểu viện sụp đổ, hình thành một mảng lớn phế tích, lan tràn trên mặt đất, tựa như một cự long rong ruổi. Đây là, địa long, con người trường huyền co rụt lại, phế tích lan tràn, kết hợp địa thế, giống như một cự long nằm dạp trên mặt đất. Nếu chỉ như thế, còn không đến mức để hắn ngạc nhiên, nhưng hắn nhớ tới điều kiện mở bảo tàng của Ngô Dương Tử. Nhà cũ, dưới địa long Tam Tinh, đây đã là địa long, như vậy Tam Tinh ở nơi nào? Vội ngẩng đầu nhìn trời cao, màn đêm đã tới, sao trời dày đặc, vô số ngôi sao giấu ở trong hư không tăm tối, tựa như ở trong tinh không bầy cờ. Nhiều sao như vậy, Tam Tinh là cái gì? may trương huyền nhíu lại thành một đoàn đối phương chỉ nói bốn chữ địa long tam tinh nhưng không nói rõ chi tiết là ba viên tinh thần nào càng không nói phương vị cụ thể tinh đấu đầy trời làm sao đi tìm tìm được địa long tìm không thấy tam tinh liền không cách nào định vị cũng không thể đào cả tiểu viện một lần lại nói nếu như đào một lần có thể tìm ra như vậy bảo vật khẳng định sớm liền không còn căn bản không tới phiên hắn thân thể khẽ động bay đến không trung cúi đầu nhìn xuống dưới. Phế tích sụp đổ lan tràn trên mặt đất, giao tiếp với bầu trời đen nhánh, thoạt nhìn tựa như một cự long bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên bầu trời. Minh Lý chi nhãn, biết tìm như vậy khẳng định tìm không thấy, Trương Huyền cũng không vội vã, trong mắt hoa văn nhúc nhích, thẳng tắp nhìn chỗ địa long cùng bầu trời va chạm. Trương 1559, Xích Huỳnh Quả 1. Địa phương địa long cùng bầu trời giao tiếp là một dòng sông, dọc theo chung quanh học viện, chậm rãi chảy xuôi, uốn lượn đến bóng tối không biết tên, không nhìn thấy cuối cùng. Dọc theo thân rồng nhìn lại, lan tràn về phía tiểu viện, có hồ nước, hoa cỏ cây cối tô điểm, như nhiều hơn từng mảnh tường vân, phụ trợ địa long phá không bay lượn. Nghiên cứu hơn 10 phút, sử dụng minh lý chi nhãn có chút đầu váng mắt hoa, lúc này mới nhịn không được lắc đầu, ngừng lại. Xem ra, đối phương nói tới tam tinh, cũng không phải nói tinh thần, càng không phải địa hình bố cục, chỉ nhìn như vậy, là nhìn không ra cần phải từ từ nghiên cứu mới được đã biết địa long là cái gì chỉ cần hạ chút công phu tam tinh hẳn là có thể tìm được ngô dương tử đã nói ra chỗ bảo tàng tự nhiên hy vọng hậu nhân tìm được mà không phải có thể ẩn tàng thu hồi tinh thần đang định bay xuống lần sau có cơ hội lại nghiên cứu chỉ thấy một bóng người thẳng tắp bay tới hồ yêu yêu lúc này tới đây làm gì minh lý chi nhãn không sợ bóng tối thoáng nhìn liền nhận ra được có điều đối phương như không thấy được hắn, thân ảnh nhanh chóng vào tới, đi tới một cái chỗ cao trên phế tích, tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù thực lực đạt đến tầm phong cảnh đỉnh phong, nhưng muốn ở trong bóng đêm tìm một người vẫn không dễ dàng, cổ tay khẽ đảo, một viên dạ minh châu xuất hiện, mượn nhờ ánh sáng trong đó, quan sát khắp nơi. Trương Lão Sư Nàng nhịn không được la lên. Thân là học đồ, đã đổi giọng xưng lão sư, đang muốn trả lời, con mắt Trương Huyền đột nhiên rơi vào dạ Minh Châu trong tay nàng, hào quang nhỏ yếu, phản chiếu ở trong hồ nước cách đó không xa, tựa như một ngôi sao. Chẳng lẽ, ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn lại mấy hồ nước xung quanh tiểu viện, quả nhiên thấy được ánh sáng của dạ Minh Châu, chiếu ở trong nước, kêu gọi kết nối nhau, tựa như thiên hà treo ngược. Từ trên nhìn xuống, phê tích hình thành địa long, huyền như phi hành ở trong trời đêm, bị tinh thần tô điểm, tự mang một cỗ khí thế. Tòa phủ đệ này, trải qua sửa chữa, tổng cộng có 8 hồ nước, địa hình đã không giống hơn 2.000 năm trước. Địa Long Tam Tinh, cần tìm ra vị trí ba viên tinh thần, nhiều ngược lại không đúng. Ngô Dương Tử nhắn lại nói là địa Long Tam Tinh, nếu như giả Minh Châu phản chiếu ánh sáng ở trong hồ nước là tinh, như vậy hiện nay có 8 tinh. Không phải đối phương nói sai, mà là biệt viện trải qua sửa chữa, hình dạng trước kia đã không tồn tại nữa. Như vậy có thể làm khó người khác, nhưng khó không được ta. Trương Huyền mỉm cười, tu luyện giả khác, coi như mộc sư tới, muốn từ tám hồ nước tuyển ra ba chỗ ở hai ngàn năm trước liền tồn tại, là cực kỳ phiền phức, hắn không giống, minh lý chi nhãn nhúc nhích, hồ nước có phải niên đại xa xưa hay không, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Không lâu sau, liền xác định ba cái, ba điểm sáng trong hồ nước, núi liền cùng một chỗ, một giao lộ của tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Vị trí này, ở phía trước chủ điện của phủ đệ, là một cây tùng to lớn đứng sừng sững trên đó xem ra không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng xem ra ở dưới gốc cây tùng này xác định địa điểm trương huyền thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng cười một tiếng từ không trung bay xuống xuất hiện ở trước mặt hồ yêu yêu tìm ta có chuyện gì trương lão sư ngươi vì tìm bảo tàng cũng quá liều mạng đi hồ yêu yêu chỉ chung quanh khuôn mặt ngứa ra ngươi không phải mới vừa vào ở sao làm sao biến thành như vậy, coi như vì tìm bảo tàng ngô dương tử lưu lại, cũng không cần biến phủ đệ thành phế tích chứ. Không phải bởi vì bảo tàng là một chút ngoài ý muốn. Trương Huyền sạm mặt lại. Người không phải là nghe nói phủ đệ sụp đổ, đặc biệt tới nhìn xem chứ. Không phải là có chuyện muốn mời lão sư hỗ trợ. Hồ Yêu Yêu vội nói. Mặc dù Ngô Dương Tử có lưu lại bảo tàng, nhưng nhiều năm như vậy, vô số tiền bối của nàng đều tìm, tung tích gì cũng không phát hiện, nàng cũng không cảm thấy mình có thể tìm tới, nên không quá chú ý. Chuyện gì? Trương Huyền kỳ quái. Mặc dù hồ yêu yêu ở trước mặt hắn không nổi lên được bất luận sóng gió gì, nhưng ở trong học viện tuyệt đối là cường nhân hô phong hoán vũ, lại thêm thủ đoạn rất nhiều, còn có sự tình nàng không giải quyết được. Nói thật cho người biết đi, ta cùng Đồng Hân, Long Thương Nguyệt cùng Tiết chân Dương, phát hiện một bảo tàng, chỉ cần lấy được, có 20% tỷ lệ, giúp chúng ta đột phá đến bán thánh. Hộ yêu yêu cắn răng. Vốn bốn người chúng ta muốn một mình lấy đi bảo vật, nhưng hai gia hỏa thủ hộ thực sự quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ, cho nên. Hy vọng có thể được ngươi trợ giúp. Ta, Trương Huyền sướng sờ. Chuyện này lúc trước hắn nghe lén đã biết, Đồng Hân từng nói qua, đại khai tháng này thành thục, tính toán thời gian, quả thực không sai biệt lắm. Không sai, người muốn thực lực có thực lực, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, nếu như nói ai có thể giúp chúng ta nhận được món đồ kia, ngoại trừ ngươi, chúng ta thực nghĩ không ra. Hồ yêu yêu lắc đầu. Mặc dù bốn người bọn họ ở trong học viện hô phong hoán vũ, nhưng gặp phải tên này, lại như gặp ma, biến thành đồ đệ, đồ tôn, đồng hân thảm nhất, biến thành cháu chắt không nói, còn bị khai trừ. Long thương nguyệt một mực không có hành động, ngược lại may mắn thoát khỏi. Vốn bốn người có ba cái cùng hắn có khúc mắc, không muốn tìm hắn hỗ trợ, nhưng món đồ kia sắp thành thục, một khi không lấy, sẽ để cho hai gia hỏa kia lấy đi, đến lúc đó, cái gì cũng không chiếm được, còn muốn đột phá giảng buộc liền khó hơn. Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định mời một người, mặc dù tên này là phá hư chi vương, nhưng năng lực chân chính bày biện ở nơi đó, nếu không cũng không để bốn đại cao thủ bọn hắn liên tục hao tổn ba cái. Là cái gì, có thể để cho tỷ lệ đột phá bán thánh tăng lên 20%. Trương Huyền Kỳ Quái đi qua phong thánh đài, nhìn qua vô số tâm đắc đột phá, biết từ tầm phong cảnh đến bán thánh rất khó, tăng lên 20%, đối với thiên tài như bọn hắn, tỷ lệ đã cực kỳ lớn. Hồ yêu yêu cắn môi, dưới dạ minh châu phụ trợ, da thịt của hồ yêu yêu tuyết trắng cùng dáng người yêu nghiệt, rung động lòng người. Dược liệu thánh giả, xích huỳnh quả, chương 1560, xích huỳnh quả 2. Xích huỳnh quả, trương huyền sửng sốt một chút, con mắt nhịn không được tỏa ánh sáng. Thứ này hắn nghe nói qua, quả thực là một loại dược liệu thánh giả, toàn thân đỏ tươi, một khi thành thục, có thể phát ra huỳnh quang, tựa như đom đóm, chiếu sáng bốn phía, cực kỳ xinh đẹp. Thứ này hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sinh trưởng, trăm năm thành thục một lần, cực kỳ thưa thớt, hơn nữa không cách nào nhân tạo bồi dưỡng, tuyệt đối là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dùng loại xích huỳnh quả này, mặc dù không cách nào đột phá bán thánh, nhưng quả thực có thể gia tăng tỷ lệ đột phá khó trách bốn người động tâm xem như hắn tâm tư cũng sụp sôi mặc dù hiện tại tu vi của hắn chỉ là đạp hư cảnh sơ kỳ cách bán thánh còn chênh lệch mấy cấp nhưng lấy tốc độ tu luyện của hắn chỉ cần tìm được công pháp cắn răng khổ tu hai ba canh giờ liền tích lũy đủ ở phong thánh đài tổng kết vô số kinh nghiệm đột phá có lẽ không khó nhưng có thứ này hiệu quả khẳng định càng tốt dù sao hắn tu luyện thiên đạo công pháp đột phá cần lượng lớn linh khí mặc dù ở vân vụ lĩnh nhận được không ít địa mạch linh dịch, nhưng đến lúc đó có thể sử dụng hay không cũng khó nói. Dù sao độ tinh thuần của địa mạch linh dịch vẫn kém một chút, có thứ này, có thể nói. Bán thánh có hy vọng. Không sai, chúng ta trải qua quan sát, cây này tổng cộng kết 10 trái xích huỳnh quả, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta lấy được. Mọi người có thể chia đều, mỗi người hai quả. Hồ Yêu Yêu nói, mỗi người hai quả. Trương Huyền vuốt cằm, tốt, ta đáp ứng. Hắn là Lâm Thời gia nhập, có thể bình quân phân phối, cầm tới hai trái cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cụ thể làm sao chia, khẳng định phải xem cống hiến lớn nhỏ, đến lúc đó lại thương nghị cũng không muộn. Đáp ứng. Vốn cho rằng đối phương sẽ công phu sư tử ngoạc, muốn nhiều mấy quả, không nghĩ tới đồng ý sảng khoái như vậy, Hồ Yêu Yêu có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu. Lúc nào xuất phát? Chỗ kia cách nơi này có chút xa ngồi thú sủng của đồng hân, đại khái cần 3 ngày mới có thể đến. Nói cách khác, một cái qua lại, không sai biệt lắm cần 7-8 ngày. Hồ Yêu Yêu nói, nếu như không có chuyện gì, hiện tại chúng ta có thể đi ngay. 7-8 ngày, Trương Huyền cau mày, Ba ngày sau hắn còn phải kế vị, có đại nghi thức cần tham gia, khẳng định là đi không được. Đúng vậy, đây là tính toán thời điểm xích huỳnh quả thành thục, nhưng chỉ sợ còn phải ở nơi đó đợi mấy ngày hoàn toàn thành thục mới có thể hái. Hồ yêu yêu nói, còn phải đợi, cứ tính toán như thế, chẳng phải vượt qua 10 ngày nửa tháng. Thực sự quá chậm, lâu như vậy, đã có thể xung kích tòng thánh, chỉ vì bán thánh, thực sự không có lời. Hơn nữa, chủ yếu nhất là chậm trễ sự tình. Ba ngày sau, tân viện trưởng của học viện xác lập, hiện tại đi, khẳng định sẽ chậm trễ. Trương Huyền lắc đầu. a à, chuyện này ta nghe nói, sau khi lão viện trưởng mất tích, vị trí viện trưởng một mực không công bố, hôm nay mục sư tới chính là vì việc này, nhưng mà không biết viện trưởng rơi vào trên đầu ai. Theo ta suy đoán, không phải Lục Phong viện trưởng, chính là Triệu Bính Tuất viện trưởng. Hai người bọn họ khả năng lớn nhất. Hồ Yêu yêu lắc đầu, môi đỏ nhếch lên. Nhưng chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì, dù sao lão sư cũng không phải học sinh của học viện, còn quản viện trưởng làm gì? Trương Huyền cùng Lục Phong viện trưởng huyên náo lớn như thế, bị đuổi ra học viện, ngay cả chỗ ở cũng không có, đường đường yêu nguyệt hội hội trưởng làm sao không biết. Người nói người không phải là học sinh học viện, còn quan tâm ai làm viện trưởng làm gì. Cái gì nghi thức thượng vị, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Cái này, Trương Huyền cười khổ, thật là có quan hệ, đồng thời quan hệ rất lớn. Nhanh quyết định đi, xích huỳnh quả ngay ở mấy ngày nay thành thục, nếu như đi muộn ta sợ không kịp, thấy hắn còn suy nghĩ lễ kế vị của viện trưởng, hồ yêu yêu lắc đầu. Như vậy đi, đêm nay giờ tí xuất phát, cũng đừng ngồi thú sủng của đồng hân, tốc độ không đủ nhanh, ngồi của ta đi, như vậy trong ba ngày hẳn có thể vừa đi vừa về. Trần chờ một chút, Trương Huyền nói. Hiện tại hắn còn phải tham gia yến hội, do xét thánh giả bồ đề thụ có thể cứu chữa ngụy như yên hay không, sau đó mới có thể xuất hành. Thú sủng của đồng hân, tu vi nhiều nhất tương đương nàng, tầm phong cảnh mà thôi, tốc độ quá kém, ngồi A Tử mà nói, lộ trình 3 ngày, nửa ngày hẳn liền đến. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thú sủng của ngươi, tử dực thiên hùng thú kia. Hồ yêu yêu nhướng mày. Tốc độ chỉ sợ còn chậm hơn nha. chương 1561, Mô Dương Tử Bảo Tàng 1. Tử dực thiên hùng thú là nửa bước tầm phong cảnh mà thú sủng của đồng hân lại là tầm phong cảnh trung kỳ. Mặc dù tốc độ cái trước không chậm, nhưng thực lực bầy biện ở đó bộc phát có lẽ không yếu nhưng muốn nói kéo dài khẳng định vẫn là thứ hai cái sau đi một vòng liền cần ba ngày từ dực thiên hùng thú của ngươi ba ngày muốn qua lại hơn nữa còn nửa đêm đi đây không phải nói đùa thì là gì quyết định như vậy đi tối nay giờ tí các ngươi tới lôi viễn phong ở ngoài thành chờ ta đến lúc đó cùng lúc xuất phát trương huyền chẳng muốn giải thích nói vâng thấy hắn không muốn nhiều lời hồ yêu yêu cũng không tiện hỏi lên tiếng đáp ứng, thân thể mềm mại xoay chuyển, thẳng tắp đi về học viện. Thấy nàng rời đi, Trương Huyền cũng không lo lắng đi hoàng cung tham gia tiệc tối, mà đi tới trước mặt cây tùng to lớn trong viện. Cây này là chỗ địa long tam tinh, bảo vật khẳng định ở phụ cận. Minh Lý chi nhãn lấp lóe, dọc theo thân cây dạo qua một vòng, tìm một hồi, cái gì cũng không thấy. Cũng đúng, nếu như chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra, khẳng định sớm đã bị lấy. Ngô Dương tử tiền bối nói: tìm được chỗ địa long tam tinh, dựa theo tam tinh bảy trận, thả xuống ba trận kỳ, đồ vật liền sẽ tự động nhảy ra. Lúc trước Ngô Dương Tử nhắn lại, ở trong óc dạo qua một lần, cổ tay khẽ đảo, lấy ra ba trận kỳ, cùng một viên dạ minh châu. Thân thể nhoáng một cái, lần nữa đi tới chỗ vừa rồi hồ yêu yêu đứng, sơ dạ minh châu lên, trong ba hồ nước xa xa xuất hiện dấu vết tựa như tinh thần. Đi! Trương Huyền nhíu mày, ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Siêu siêu siêu! ba trận kỳ thẳng tắp cắm vào vị trí tinh thần. Ông một tiếng, ba cây trận kỳ hình như xúc động đại long lan tràn ở trên mặt đất, không ngừng lay động, cây tùng cách đó không xa đột nhiên nứt ra, từ bên trong bắn ra một cái hộp sắt không lớn. Đưa tay chụp lấy, cầm hộp sắt ở trong lòng bàn tay. Đây chính là bảo tàng Ngô Dương Tử Tiền bối lưu lại. Quả nhiên bí ẩn. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Mặc dù cái hộp này từ trong cây tùng bắn ra, nhưng trên thực tế không ở trong cây tùng, mà giấu trong một không gian bí ẩn. Nói cách khác, nếu như không tìm được ba ngôi sao, cắm vào ba cây trận kỳ, coi như bổ thân cây thành bụi phấn, cũng không tìm được cái hộp này. Nếu đoán không sai, cấu tạo hẳn giống như không gian giới chỉ, giấu thứ này ở trong tiết điểm trận pháp, nguyên nhân chính là như thế, cái nhà này hơn 2.000 năm qua, đổi không biết bao nhiêu chủ nhân, nhưng vẫn không bị phát hiện. Là thiên công cơ quan. Sau khi cảm khái đối phương cẩn thận, lại nhìn về phía hộp sắt trong tay là thiên công cơ quan của thiên công viện cực kỳ chính xác, không biết cấu tạo mà nói, căn bản không có khả năng mở ra, nhưng đối với Trương Huyền, không tính là gì. Tinh thần khẽ động, trong đầu xuất hiện một quyển sách, đọc qua rất nhanh, ngón tay làm kiếm, liên tục điểm 16 chỉ. Răng rắc vang giòn, tiếng cơ quan vang lên, hộp mở ra. Tiến vào tầm mắt trước tiên, là khoáng thạch ngăm đen, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng cho người ta cảm giác hàn khí thấu xương. Cái hộp này mở ra, nói rõ ta khẳng định đã gặp bất chắc đang muốn cầm lấy cơ quan đột nhiên vận chuyển một thanh âm nhàn nhạt vang lên chính là thanh âm của ngô dương tử ngươi thật sự gặp phải bất chắc nhớ tới vị luyện khí đại sư này của hồng viễn đế quốc bị vây ở địa cung không cách nào chạy ra cho đến chết trong lòng liền kìm lòng không được buồn bã hắn cảm thấy những dị linh tộc kia luyện thành khôi lỗi liền giết chết hắn nhưng trên thực tế đối phương là lợi dụng thuật luyện khí của hắn kéo dài tuổi thọ đạt đến mục đích tiếp tục bảo hộ ngoan nhân. Mặc kệ ta có phải đã chết hay không, người có thể tìm được vật này, đã nói lên có duyên với ta, đây là thứ trọng yếu nhất ta lưu lại, mong có thể đối xử tử tế. Khoáng thạch trong hộp, là kim tinh huyền thạch, ta hao tốn vô số tâm huyết mới lấy được, dùng để luyện khí, chỉ cần một chút, liền có thể để phẩm chất cao hơn một tầng. Kim tinh huyền thạch, đây chính là kim tinh huyền thạch. Ánh mắt trương huyền sáng lên, hô hấp dồn dập Nắm giữ trình độ luyện khí lục tinh đỉnh phong, biết rất nhiều các loại khoáng thạch chân quý, viên kim tinh huyền thạch này chính là một loại cực kỳ chân quý trong đó. Không nói cái khác, chỉ nói băng vô kiếm cấp bậc bán thánh kia, chỉ cần gia nhập một chút, liền có thể tấn cấp đến thánh giả. Quá chân quý, một khối lớn như thế, nếu như bán ra, chỉ sợ giá trị hơn vạn linh thạch thượng phẩm, thậm chí chưa hẳn có thể mua được. Giá trị quả thực không thể đo lường, khó trách Ngô Dương tử xem như bảo vật giấu đi quả thực là đồ tốt dùng tiền cũng mua không được. Kim tinh huyền thạch, chỉ có thể tăng lên phẩm chất bảo vật, không tính là đồ tốt nhất, ta lưu lại vật thứ hai, là pháp quyết tu luyện độc môn ngũ diệu kim thân. Thanh âm tiếp tục vang lên. Trương huyền nhìn lại trong hộp, quả nhiên thấy một bản bí tịch, trên đó viết ngũ diệu kim thân. Quyền sách này, hắn ở trong địa cung đã có được, lần nữa nhìn thấy, đã không còn kích động. Nếu như đằng sau ta cũng lưu lại bộ công pháp này, đã nói lên, cái kia là giả, cái này mới là ngũ diệu kim thân thật, dùng bộ pháp quyết này tu luyện, mới có thể chân chính nắm giữ kim thân bí ẩn, mà quyển kia sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. chương 1562, Ngô Dương Tử Bảo Tàng 2 Thanh âm cơ quan tiếp tục vang lên. Giả, Trương Huyền xứng sờ, cầm lấy thư tịch, tinh thần khẽ động, trong đầu đã thêm một bản. Mở ra xem xét, lập tức lắc đầu, bản này quả thực khác quyển trong địa cung, sai lầm ít hơn rất nhiều nhưng đối với hắn công pháp thật giả không có bất kỳ ý nghĩa gì thiên đạo thư viện ở trong địa cung sớm đã bổ túc chỗ sai lầm nói cách khác hắn tu luyện không chỉ đúng nhất so với nguyên bản còn cao minh hơn nhiều đối với người khác là pháp quyết hại người đối với hắn chỉ cần được thiên đạo công pháp tiếp tế liền có tác dụng lớn không có bất kỳ ảnh hưởng dung hợp tinh thần khẽ động cùng thiên đạo ngũ diệu kim thân trong đầu dung hợp lại lần nữa mở ra. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, xem ra có thể tu luyện đệ tam trọng. Trước đó sửa sang lại ngũ diệu kim thân, trừ nhất trọng, từ nhị trọng đến ngũ trọng đều cần bảo vật hiếm có phụ trợ. Giống như nhị trọng, dùng chính là Địa Tâm Hồng Nham, tam trọng dùng Nhất Nguyên Trọng Thủy. Nhất Nguyên Trọng Thủy, hắn nghe bọn người Hồ Yêu yêu nói qua, giá cả 10 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể mua một bình, mà hắn muốn tu luyện hoàn thành, cần ít nhất 10 bình nói cách khác cần 100 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể mua được. Hắn không có nhiều tiền như vậy, nên chưa kịp tu luyện, mà dung hợp bản ngũ rượu kim thân chính xác, mặc dù tu luyện tam trọng vẫn cần nhất nguyên trọng thủy tẩm bổ, nhưng số lượng ít đi rất nhiều. Trước đó cần 10 bình, mà bây giờ, một bình liền đủ. Nói cách khác, dựa theo thiên đạo công pháp tu luyện ngũ rượu kim thân tam trọng, chỉ cần một bình nhất nguyên trọng thủy liền có thể thành công, hiệu suất tăng nhiều. Đệ tứ trọng, Ngũ trọng cũng cải thiện rất nhiều. Tiếp tục nhìn xuống, mặc dù bản bí tịch này không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng, nhưng cũng hoàn thiện một vài vấn đề của công pháp trước đó, để đằng sau sử dụng bảo vật, trở nên ít đi rất nhiều. Tên này ở địa cung, xem ra vẫn không yên lòng dị linh tộc. Trương Huyền thu thư tịch vào không gian giới chỉ, không khỏi cảm khái. May mắn lúc ấy hắn tu luyện, đã sửa sang lại vô số thư tịch, lấy phương pháp chính xác truyền thụ cho Lạc Thất Thất nếu không, hai người làm không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, lúc ấy ngô dương tử như vậy, làm sao có thể ném ra toàn bộ lá bài tẩy của mình. Vạn nhất để dị linh tộc lấy được ngũ rượu kim thân, há không thẹn với nhân tộc. Kiện bảo vật thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, bởi vì ta nhận được thứ này, mới bị dị linh tộc ngấp ngẽ, nếu như ngươi là tu luyện giả bình thường, nhận được đồ vật này, hy vọng có thể giao cho danh sư đường, nếu như là danh sư, hy vọng xử lý cẩn thận, chớ nên rơi vào tay kẻ gian. Thanh âm cơ quan tiếp tục vang lên. Giao cho danh sư đường. Trương Huyền tiện tay lấy ra vật cuối cùng, là một tấm da dê cổ xưa, không biết đã bao nhiêu năm, lít nha lít nhít dùng một loại văn tự cổ quái ghi chú ra địa đồ. Đây là cái gì? Nhìn một hồi, tìm khắp trong óc cũng nhận không ra, đành phải thu nhập da dê vào không gian giới chỉ. Mặc dù không biết đây là địa đồ gì, nhưng có thể để cho Ngô Dương Tử thận trọng như thế, đồng thời bị dị linh tộc ngấp nghé, nói rõ cái này cực kỳ quan trọng. Thiên đạo thư viện, mặc dù có thể nhìn ra bản vẽ này thiếu hụt, lại chỉ là chất liệu, văn tự phía trên bày tỏ là địa danh, không có thiếu hụt, bởi vậy cái gì cũng không hiểu. Nói cách khác, không biết những chữ này, cho dù có hình cũng vô dụng, cụ thể chân quý ở nơi nào, thật đúng là không rõ lắm. Nếu như hậu nhân của ta vẫn còn, hy vọng có thể đối xử tử tế với bọn họ, sự tình ta gây họa lại liên lụy bọn hắn giới thiệu xong ba kiện bảo vật hộp sắt liền trống rỗng thanh âm trong cơ quan mang theo tiêu điều xem ra thời điểm ghi chép những lời này nội tâm ngô dương tử tràn đầy xoắn suýt dường như cũng biết một khi hắn xảy ra chuyện người nhà cũng sẽ bị liên lụy yên tâm đi hậu nhân của ngươi hiện tại là học đồ của ta ta sẽ chiếu cố thật tốt trương huyền lên tiếng trước đó không biết thân phận của hồ yêu yêu thu làm học đồ là muốn biết vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử, hiện tại có được chỗ tốt, lại đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, thái độ liền không đồng dạng, hoàn toàn có thể chỉ điểm đối phương. Coi như không thu làm thân truyền, ít nhất cũng để nàng thực chí danh quy. Đa tả, tựa hồ nghe được hắn nói, thanh âm trong cơ quan chậm rãi tiêu tán, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Hiện tại có hai vấn đề, một là địa đồ này đến cùng là cái gì? Thứ hai, tại sao lại gặp phải dị linh tộc ngấp nghé, cuối cùng bắt hắn đi. Trương Huyền xoa xoa mi tâm, đám người hồ yêu yêu mai danh ẩn tích, Ngô Dương Tử cẩn thận như vậy, lại thêm thập đại trưởng lão cảnh giác, tất cả đều của mình, Hồng Viễn Thành cũng không an toàn như trong tưởng tượng. Đúng rồi, hỏi ngoan nhân một chút có lẽ có thể biết. Tinh thần khẽ động, nhớ tới một người, những vật này, người khác không biết, nhưng ngoan nhân là ở lúc thượng cổ liền sống sót, có lẽ có thể biết một chút, có thể nhận ra văn tự trên bản đồ đang muốn lấy phân thân cùng ngoan nhân trong thiên nghĩ phong xào ra, đột nhiên nhướng mày, lập tức nhìn thấy một bóng người xinh đẹp thẳng tắp bay lượn tới. chương 1563, Yến hội 1 Chính là lạc thất thất. Người tới thật đúng lúc. Thấy nàng tới, ánh mắt trương huyền sáng lên, truyền âm qua. Ta tìm được bảo vật của ngô dương tử tiền bối. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra hộp sắt cùng ba kiện bảo vật. Lạc thất thất cùng hắn chung một chỗ nhận được truyền thừa, thậm chí nàng là thân truyền của đối phương, có quyền biết bảo vật là cái gì, thậm chí chia sẻ. Tìm được, Lạc Thất Thất sững sờ, lập tức nhìn lại trong tay hắn. Kim tinh huyền thạch. Ánh mắt Lạc Thất Thất sáng lên, dường như không thể tin được. Người biết vật này? Trương Huyền nhìn qua. Mặc dù hắn biết thứ này trong thư tịch, nhưng chưa từng thấy qua vật thật, bởi vậy nếu Ngô Dương Tử không giải thích, hắn cũng không rõ ràng, nữ tử trước mắt này chỉ liếc nhìn liền nhận ra, chẳng lẽ nhãn lực còn lợi hại hơn mình. Phải biết trên luyện khí, hắn đã đứng ở đỉnh phong nhất của Hồng Viễn Đế Quốc, coi như Triệu Bính Tuất là luyện khí học viện viện trường, cũng còn kém rất xa. Ta từng gặp một lần, nhưng chỉ có lớn chừng hạt đào, liền có giá trị không nhỏ, lớn như thế, quá chân quý. Lạc thất thất nhịn không được nói. Người gặp qua, Trương Huyền sửng sốt, dù chỉ lớn chừng hạt đào, cũng nói rõ ra thế của lạc thất thất không đơn giản đúng vậy lạc thất thất nhẹ gật đầu lại nhìn hai đồ vật khác một lần âm thầm may mắn bản thân không có luyện sai bản bí tịch chính xác này ngươi cầm lúc rảnh rỗi ta giúp ngươi sửa chữa càng thích hợp thể chất của ngươi hơn tiện tay ném ngũ rượu kim thân chính xác cho đối phương trương huyền nói tiếp còn địa đồ này ngươi có nhận biết là văn tự gì hay không chưa từng thấy qua lạc thất thất lắc đầu vẻ mặt mê man như vậy đi thứ này trước lưu ở chỗ của ta, chờ ta nghiên cứu rõ ràng là cái gì, tìm được địa phương địa đồ miêu tả, lại mang ngươi đi. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Còn Kim Tinh Huyền Thạch, mấy ngày nay nghĩ biện pháp hòa tan, luyện chế một thanh vũ khí cho ngươi. Đa tả lão sư, lạc thất thất gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ba món đồ này, đều cực kỳ chân quý, nhưng lão sư của mình không giấu giếm, đủ thấy nhân phẩm. Đúng rồi lão sư, ta tới là tìm ngươi đi tham gia yến hội không thảo luận sự tình bảo vật nữa lạc thất thất nghĩ tới mục đích của mình vội vàng nói ngọc phi nhi mời tham gia tiệc tối cũng mời nàng cùng đám người hình viễn sợ lão sư không đi lại nghe nói tin tức phủ đệ sụp đổ nên cố ý tới một chuyến đi thôi nghĩ tới bản thân còn phải đi hoàng cung nhìn là thánh giả bồ đề thụ trương huyền cũng không chối từ nhẹ gật đầu rời phía tích hai người ngồi xe ngựa mà lạc thất thất sớm chuẩn bị tốt bay lượn mà ra không lâu sau liền đi tới trước hoàng cung. Không hổ là hoàng cung của đế quốc nhất đẳng, nguy nga cao ngất, khí thế kinh người, trước cửa cung cao lớn, hai hàng binh sĩ đứng thẳng, mỗi một cái đều nắm giữ thực lực hóa phàm lục trọng kiều thiên cảnh, mấy trăm người tổ hợp lại với nhau, cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Nội bộ hoàng cung, đủ loại trận pháp lấp lóe, thấp nhất cũng đạt đến lục tinh sơ kỳ, không biết bố cục, tùy tiện xông vào, tất nhiên sẽ khốn ở trong đó, lại khó chạy ra. Từng bước cơ quan, coi như thánh giả nhất trọng cũng không dám tùy tiện đặt chân. Có thư mời, nên không có người ngăn cản, đi theo một tên hộ vệ dẫn đường, một đường về phía trước, không lâu sau thì tới trước một cung điện to lớn. Bệ hạ đang ở đây cử hành yến hội. Lạc thất thất chỉ về phía trước. Đúng rồi, nội dung yến hội là gì? Vì sao phải mời chúng ta? Lúc này mới nhớ tới, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Người không biết. Thấy lão sư cái gì cũng không biết, liền tới tham gia yến hội, lạc thất thất không còn gì để nói. thời điểm ngọc phi nhi cho ta thư mời, người cũng ở bên cạnh, không nói gì ta làm sao biết? trương huyền kỳ quái. được rồi, lạc thất thất sờ chán một cái, tràn đầy im lặng. lão sư của mình cái gì cũng tốt, chính là iq quá thấp. người ta đường đường công chúa, mời người tới tham gia yến hội, bất kể nói thế nào, cũng phải sớm hỏi thăm một chút. coi như không hỏi thăm, cũng sớm chuẩn bị, có chút tư thái a. À kết quả, không đi gọi hắn, chỉ sợ còn quanh quẩn ở trong phế tích, cái gì cũng không biết. Là yến hội sinh nhật của Ngọc Phi Nhi. Lạc Thất Thất nói. Chương 1564, yến hội 2. Bệ hạ mời tất cả tuổi trẻ tài tuấn cùng bằng hữu của nàng trong đế đô. Sinh nhật yến hội. Trương Huyền nheo mắt. Đúng vậy, người sẽ không ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị chứ. Nhìn lão sư, vẻ mặt Lạc Thất Thất bất đắc dĩ chuẩn bị cái gì? Trương Huyền lắc đầu, các ngươi lại không có nói là sinh nhật yến hội, cái gì cũng không biết đi tới, làm sao có thể chuẩn bị lễ vật? Lại nói, nữ hài tử thích gì, hoàn toàn không hiểu, suốt ngày vội vàng giống như con thỏ, cũng không rảnh đi tìm. Cái này, Lạc Thất Thất lắc đầu, coi như người không biết là sinh nhật yến hội, đường đường hoàng đế bệ hạ mời, cũng phải chuẩn bị vài thứ, gia tăng chút cảm tình chứ, tay không đến đoán chừng cũng chỉ có lão sư của mình mới có thể làm được như vậy đi ta chỗ này có chút bảo bối nếu không được ngươi cầm trước cổ tay khẽ đảo lạc thất thất lấy ra vài bảo vật nữ hài tử ưa thích trương huyền nhìn lại chỉ thấy trên tay nàng thêm ra bảy tám loại đồ vật có lớn như bảo châu kẹp tóc tài liệu chân quý chế tạo túi thơm mùi đặc biệt mỗi một cái đều cực kỳ chân quý có giá trị không nhỏ không cần dù sao cũng không muốn tham gia thực sự không xong, rời đi là được, không tính là đại sự gì. Trương Huyền lắc đầu, hắn không muốn tham gia sinh nhật yến hội gì, đến Hoàng Cung, chỉ là muốn nghiên cứu thánh giả bồ đề thụ có thể cứu ngụy như yên hay không, nếu như đối phương bởi vì không có lễ vật mà khinh mạn, rời đi là được, không tính là gì. Rời đi, nhìn thấy vẻ mặt lão sư thành thật, không giống nói đùa, lạc thất thất đành phải gật đầu. Được a à, Ngọc Phi Nhi là bằng hiếu của nàng, hai người ở chung rất lâu, biết tính khí cùng bản tính, sẽ không để ý lễ vật gì, chỉ cần thầy trương đến là đủ rồi. nhấc chân đi vào đại điện, điện đường cao ngất, trang trí hoa lệ, chỗ ánh mắt nhìn đến, cho người ta cảm giác ung dung hoa quý, thảm dày chừng nửa thước, dẫm đi lên, xốp mà co giãn. Minh Lý Chi nhãn nhìn bốn phía, chỉ thấy trong ngoài đại điện che kín đủ loại trận pháp, có phòng ngự, có tiến công, càng nhiều hơn chính là gia cố. Ổn cố trận cấp 6 đỉnh phong, bàn thạch trận cấp 6 đỉnh phong, thành tường hậu trọng trận cấp 6 đỉnh phong. Lập nhiều trận pháp như vậy làm gì? Nhìn một hồi, Trương Huyền nháy con mắt, không rõ ràng cho lắm. Trận pháp trong đại điện này, mặc dù cũng có chút phòng ngự tiến công, nhưng càng nhiều hơn là trận pháp gia cố. Kiến trúc hoàng cung to lớn như vậy, cơ bản đều là thợ thủ công đứng đầu nhất kiến tạo, trên vững chắc không thể nghi ngờ, coi như chấn động lớn hơn nữa cũng khó sụp đổ, bây giờ lại vô cớ thêm nhiều trận pháp củng cố như vậy để cho người ta cảm giác quái lạ. Được rồi, dù sao cũng chuyện không liên quan đến ta. Trương Huyền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao hắn là tới tham gia yến hội, cái sảnh yến hội này, làm nhiều trận pháp hơn nữa, cũng không quan hệ gì tới hắn. Thất thất, thầy Trương, các ngươi đã tới. Còn chưa đi vào, chỉ thấy hình viễn cùng ngô trấn tiến lên đón. Hôm nay hai vị này đều mặc danh sư bảo mới tinh, xem ra chuyên môn ăn mặc một phen, cực kỳ có tinh thần, khí chất bất phàm. Yến hội bắt đầu chưa? Lạc thất thất hỏi. Còn không có, người còn chưa tới đủ. Hình viễn cười nói. Vậy là tốt rồi. Thấy chưa tới đủ, lạc thất thất thở phào nhẹ nhõm. Đi theo sau lưng hai người vào đại điện. Toàn bộ điện đường chừng 7-800 mét vuông, chỉ có bốn cây cột chống đỡ, nóc phòng vô số dạ minh châu bao phủ, ánh sáng lóa mắt, tựa như ban ngày. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, trong phòng đã tới 7, 8 người, đều khoảng 20, quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm. Chỉ nhìn dung mạo cùng cử chỉ đơn thuần, liền biết xuất thân không thấp. Đây đều là hậu bối của quyền quý đế quốc." Hình Viễn thấp giọng nói. Trương Huyền gật đầu, kỳ thật biết là sinh nhật yến hội, hắn liền hiểu được. Hoàng đế bệ hạ mời thanh niên tài tuấn tới, làm không cẩn thận, là muốn tuyển phò mã cho Ngọc Phi Nhi. Cho dù đối với võ giả hóa phàm cảnh, 20 tuổi còn sớm. Nhưng hoàng gia coi trọng lợi ích, sớm kéo đối phương lên chiến xa, có thể để cho hoàng quyền càng thêm vững chắc. Những thanh niên tài tuấn này, dù không phải học viên của danh sư học viện, nhưng từng cái thực lực bất phàm, trong đó cường đại nhất, thế mà tương đương đám người hồ yêu yêu, đã là tầm phong cảnh đỉnh phong, cách bán thánh chỉ xa một bước. 20 tuổi liền có thực lực như thế, coi như đặt vào danh sư học viện cũng là thiên tài siêu cấp. Hình Viễn, trong này có lẽ có không ít đối thủ cạnh tranh của người a lạc thất thất cười nói làm hảo hữu biết hình viễn một mực theo đuổi ngọc phi nhi công chúa chỉ là tương vương có mộng thần nữ vô tình mà thôi cái này hình viễn hơi đỏ mặt liếc qua trương huyền cách đó không xa thấy hắn không lên tiếng lúc này mới xấu hổ cười một tiếng ta biết mình không xứng với ngọc phi nhi công chúa sớm liền không có niệm tưởng kia hắn là ưa thích ngọc phi nhi nhưng mà đối phương hờ hững với hắn ngược lại đối với thầy trương dường như có tình cảm không nói rõ được, suy tư liên tục cuối cùng quyết định từ bỏ. Không nói trước Trương Huyền là ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ nói ở danh sư học viện làm ra những sự tình kia, xem như 10 cái hắn cũng theo không kịp. Cùng tên này tranh, thật lo lắng sẽ bị người huyền huyền hội đánh tới cửa danh sư học viện cũng tìm không thấy. Đã sớm khuyên người từ bỏ, người lại không nghe, bây giờ có thể nghĩ thông suốt cũng không tệ. Thấy hắn nói như vậy, lạc thất thất cười cười. Bản thân của nàng yêu thích, nàng biết rõ rõ ràng ràng, trong âm thầm cũng khuyên qua hắn, chỉ là đối phương không nghe. Hiện tại có thể từ bỏ, đối với hắn cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hình Viễn, hai vị bên cạnh ngươi rất lạ mặt a à không biết là ai? Có thể thuận tiện giới thiệu cho ta không? Mấy người đang nói chuyện, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, liền nhìn thấy một thanh niên 25, 16 tuổi, bưng chén rượu đi tới, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Người thanh niên này bận áo xanh, ánh mắt như điện, dung mạo so với hình viễn chỉ mạnh không yếu, tự mang một phen ý vị của quý công tử. Chính là thực lực mạnh nhất trong rất nhiều tài tuấn, tu vi tầm phong cảnh đỉnh phong. chương 1565, Thẩm quân 1 Làm phiền thẩm đại thiếu tự mình tới hỏi thăm. Nhìn người nọ, vẻ mặt hình viễn trầm thấp, mặc dù không vui, vẫn giới thiệu một câu. Hai vị này đều là công chúa bạn học, danh sư học sinh học viện, vị này là thầy Trương, vị này là cô Lạc. Nguyên lai là thầy Trương, cô Lạc, tại hạ thẩm quân. Thẩm quân liền ôm quyền, dơ ly rượu lên, đi đầu uống vào. Trương huyền cùng Lạc thất thất cũng bưng chén rượu lên, uống một ngụm, bày tỏ đáp lễ. Vị thẩm quân này là công tử của thẩm gia, một trong tứ đại gia tộc, trẻ tuổi tài tuấn, thực lực mạnh không nói, càng ở trong triều đình lập xuống công lao, được sắc phong tướng quân, là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất của hình viễn trước kia không ít lần ăn thiệt thòi ở trong tay đối phương. Thấy hai người không biết, Ngô chấn lặng lẽ truyền âm tới. Tứ đại gia tộc, Trương Huyền nhìn qua. Ân, Hồng Viễn Đế Quốc, Trừ Hoàng Thất, mạnh nhất chính là tứ đại gia tộc. Người trong tộc, không phải thực lực cường đại, chính là thân cư địa vị hiển hách, coi như Hoàng Thất, cũng không thể không trọng dụng. Hình viễn hình gia chính là một trong số đó, còn có ngô gia ta cùng liễu gia. Dựa theo trình tự sắp xếp, thẩm gia thứ nhất, hình ra không sai biệt nhiều, thứ hai, liễu ra cùng ngô ra hơi yếu chút. Ngô Trấn nói, người cũng là hậu bối của một trong tứ đại gia tộc. Nghe được người trước mắt này cũng là người của tứ đại gia tộc, Trương Huyền kỳ quái. Trong ấn tượng, Ngô Trấn kém hình viễn một đoạn dài, vốn cho rằng gia tộc không có danh khí gì. Ta ở trong gia tộc là con thứ, kém dòng chính như hình viễn. Ngô Trấn hơi xấu hổ. Một vài đại gia tộc truyền thừa, cực kỳ chú trọng huyết mạch thân sơ, dòng chính cùng con thứ, địa vị tranh lệch rất xa. Hình viễn là dòng chính của hình gia, được coi trọng, địa vị cao, bảo vật nhiều liền rõ ràng. Hai người đối thoại, là ý niệm truyền âm, tốc độ cực nhanh, lúc này thẩm quân mới đặt chén rượu xuống, cười nhìn qua. Tại hạ tới, là có một chuyện muốn nhờ, không biết có nên nói hay không. Đã không tiện nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói. Hình viễn khoát tay áo, như biết hắn muốn nói gì, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Tại hạ từ 12 tuổi nhận biết công chúa, liền biết nàng là mục tiêu theo đuổi một đời của ta, cũng bởi vậy không ngừng cố gắng, lúc này mới có thể đạt tới địa vị cùng thực lực bây giờ, trong đó trả giá gian khổ, hai vị với tư cách danh sư, hẳn là biết rõ, vì thế mà chưa hề buông tha, chỉ vì ta muốn có một ngày có tư cách đứng ở trước mặt nàng. Không để ý tới hình viễn, vẻ mặt thẩm quân yêu nhã nhìn qua, chậm rãi mở miệng hắn nói là quá khứ của ngọc phi nhi cùng nội tâm yêu thương nghe được những lời này khuôn mặt hình viễn xanh xám mặc dù đáy lòng của hắn đã bỏ đi theo đuổi ngọc phi nhi nhưng tâm ý của hắn rất nhiều người đều biết tên này ở đây thổ lộ rất rõ ràng đang hao tổn mặt mũi của hắn cho nên ta định một lát nữa hướng bệ hạ cầu thân kính xin mấy vị đến lúc đó giúp ta nói tốt vài câu giới thiệu xong bản thân thẩm quân cười khanh khách nhìn qua nói tốt Ngươi nằm mơ hình viễn cắn răng tức giận đến sắp bạo tạc ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thay ta nói tốt không cần tự mình đa tình thẩm quân cũng không tức giận cười cười nhìn về phía trương huyền cùng lạc thất thất ta chỉ hy vọng hai vị có thể thay ta nói tốt vài câu cái này là lễ gặp mặt mọi người kết giao bằng hiếu không thành kinh ý nói xong vẫy tay một cái một thanh niên từ phía sau đi tới cổ tay khẽ đảo, đưa hai cái hộp ngọc tới trước mặt bàn. Nhẹ nhàng mở ra, linh khí lấp lóe, ánh sáng lóa mắt, thế mà mỗi cái đều thả hai viên linh thạch thượng phẩm. Lần thứ nhất gặp mặt, liền lấy ra thứ này, thẩm quân kia quyết đoán thật lớn. Thủ đoạn cũng đủ hung ác, chỉ cần là tu luyện giả, ai cũng không thể cự tuyệt, mà một khi tiếp thu, lát nữa Ngọc Phi Nhi thật đi ra, coi như không giúp đỡ nói chuyện, cũng sẽ không tiện phản đối. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm không hổ là thẩm gia đại thiếu vừa đến mặc kệ nhận biết hay không liền tặng lễ để ngươi không thể nào phản bác thủ đoạn cao minh nói tốt vài câu liền có bốn viên linh thạch thượng phẩm thẩm đại thiếu lợi hại thất thất người khác cho không thu cũng không tiện cầm đi trương huyền nhẹ gật đầu bốn viên linh thạch thượng phẩm tương đương với bốn vạn viên linh thạch trung phẩm coi như lấy thân gia hiện tại của hắn cũng là một khoản tài phú không nhỏ không cần thì phí vâng biết vị lão sư này của mình luôn hố chết người không đền mạng đã dám thu tự nhiên không quan tâm quỷ kế của đối phương lạc thất thất gật đầu cầm lấy hộp ngọc ha ha trương huynh thẳng thắn người bạn này ta kết giao định cũng không nghĩ tới hắn sẽ thu thẩm quân nhịn không được cười ha ha một tiếng xưng hô cũng từ thầy trương đổi thành trương huynh trước khi đi cố ý khiêu khích nhìn hình viễn một cái lúc này mới về vị trí của mình thầy trương thấy đối phương khiêu khích như thế, thầy Trương còn thu linh thạch, hình viễn tràn đầy lo lắng. Không cần khẩn trương, người cùng Ngọc Phi Nhi ở chung lâu như vậy, nàng là vài câu nói tốt liền có thể khuất phục. Thấy hắn không bình tĩnh, Trương Huyền nhíu mày. Cái này, hình viễn sững sờ. Nếu như nữ tử này, vài câu nói ngọt liền có thể đánh động, mình cũng không bị động như thế, theo đuổi lâu như vậy, cũng không có kết quả. Ngọc Phi Nhi có ý nghĩ của mình, hơn nữa cực kỳ quả quyết, chỉ cần quyết định, châu chín cũng kéo không trở lại. Nguyên nhân chính là như thế, tình nguyện làm tỷ nữ cho thầy Trương, cũng không nguyện ý tiếp thu hảo ý của hắn. Loại tính cách này, làm sao có thể mấy câu liền có thể thay đổi. Đã không khuất phục, vậy vì cái gì có chỗ tốt không lấy? Trương Huyền nói, Trương 1566, Thẩm Quân 2. Coi như thẩm gia gia đại nghiệp đại, thẩm thiếu gia này thực lực không yếu, nhưng bốn viên linh thạch thượng phẩm cũng không phải nhỏ a à. Cái này, cũng phải. Hình viễn vật đầu. Hình ra cùng thẩm ra, tranh lệch không quá lớn, coi như địa vị của hắn ở gia tộc không bằng thẩm quân, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Lấy thân phận trước mắt của hắn, muốn dùng linh thạch thượng phẩm cũng rất khó, hơn nữa mỗi lần số lượng đều sẽ không vượt qua 10 viên, coi như thực lực đối phương cao hơn hắn, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều. Cho nên, một hơi lấy ra 4 viên, nhìn như trang nhã, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đoán chừng, mục đích của hắn là vì đánh mặt hình viễn, không nghĩ tới đối phương lại thu. Nói cách khác, vốn là muốn làm bộ dáng, kết quả, gặp thầy Trương vô sỉ đệ nhất nhân, không chút khách khí, ngược lại để hắn xấu hổ. Đoán chừng hiện tại trong lòng vị thẩm đại thiếu kia còn đang dỉ máu. Không sai. Rõ ràng những việc này, con mắt hình viễn nhịn không được sáng lên, vừa rồi không thoải mái, lập tức tan thành mây khói lần nữa nhìn về phía thầy Trương, cảm thấy càng thêm bội phục, như ngưỡng mộ núi cao. Kỳ thật giống như hắn đoán, thời khắc này đáy lòng của thẩm đại thiếu xác thực đang dỉ máu. Lấy ra bốn viên linh thạch thượng phẩm, một là vì chèn ép hình viễn, thứ hai là tranh mặt mũi cho mình, không nghĩ tới đối phương thật thu. Thật thu, đồng thời thu thản nhiên như vậy, hùng hồn như thế. Người thật là bạn của hình viễn, sao không biết xấu hổ như vậy? Thẩm ca, tên kia là ai? trở lại chỗ ngồi, một thanh niên đi tới trước mặt, lặng lẽ truyền âm. Là một vị công tử của liễu gia. Một người tham tiền. Mặc dù buồn bực, nhưng thẩm quân vẫn hừ một tiếng. Tham tiền. Liễu gia công tử cảm thấy ngờ vực. Danh sư không phải đều là đại danh từ kẻ có tiền sao. Làm sao sẽ tham tiền? Thẩm quân tới, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Trương huyền căn bản không thèm để ý. Lúc này hắn nhìn về phía hình viễn cách đó không xa, truyền âm hỏi thăm. Ta nghe nói, hoàng cung có một gốc thánh giả Bồ đề thụ, đối với linh hồn có trợ giúp rất lớn, không biết có phải thật hay không. Thánh giả Bồ đề thụ, là có một gốc như thế. Hình Viễn nhẹ gật đầu. Làm hậu đại đích truyền của tứ đại gia tộc, tự nhiên biết một chút cơ mật của hoàng thất. Vậy ngươi biết chồng ở địa phương nào của hoàng cung không? Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, nhịn không được hỏi. Hình như ở trong tầm cung của bệ hạ, có người chuyên môn quản lý Hình viễn nói, đây là cơ mật của hoàng thất, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đổi lại người khác, hắn khẳng định không nói, nhưng vị này là Trương Huyền, đối với hắn có ân cứu mạng, tự nhiên biết gì nói nấy. Tẩm cung, Trương Huyền cau mày. Mặc dù không biết tẩm cung của hoàng đế ở nơi nào, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm hẳn là rất dễ dàng tìm được. Chỗ ở của hoàng đế, tất nhiên là trận pháp, phòng ngữ nghiêm mật nhất, nhắm phương hướng này tìm, khẳng định không có vấn đề ân, xem ra tìm cơ hội, phù hồn đi qua nhìn một chút. Đáy lòng Trương Huyền lặng lẽ suy tư. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù có minh lý chi nhãn cùng thiên đạo thư Việt, muốn thần không biết quỷ không hay đi tìm tẩm cung của hoàng đế, khẳng định cũng làm không được, nhưng mà vô hồn không giống. Hồn phách vô hình vô chất, chỉ cần không gặp được cường giả thánh cảnh am hiểu linh hồn, đối phương muốn phát hiện, nào có dễ dàng như vậy. Thất thất, yến hội đại khái lúc nào mới có thể bắt đầu nghĩ đến nơi này quay đầu nhìn về phía nữ hài bên người hiện tại người còn chưa tới đủ có lẽ còn phải nửa canh giờ nhìn chung quanh một vòng lạc thất thất nói vậy là tốt rồi ta có chút cảm mộ muốn tu luyện người thủ hộ thay ta tuyệt đối không nên để cho người quấy dày trương huyền bàn giao tu luyện ở đây lạc thất thất trợn tròn mắt nơi này nhiều người như vậy lại là hiện trường yến hội tất cả mọi người đang uống rượu ca hát cao đàm khoát luận Ngươi muốn tu luyện. Ân. Trương Huyền gật đầu. Được rồi. Lạc thất thất gật đầu đáp ứng, không khỏi bội phục. Khó quái lão sư trong khoảng thời gian ngắn, tu vi liền tiến bộ nhanh như vậy, chỉ là phần cố gắng này, cũng không phải là nàng có thể so sánh. Đa tạ. Cảm kích một tiếng, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, ngồi xuống, tinh thần khẽ động, vu hồn đã rời đi. Hắn tu luyện ma âm, kinh hồng, lý giải hồn phách càng thêm thấu triệt, Vù hồn ly thể lặng yên không một tiếng động, trong đại điện không có một người phát hiện. Hồn phách đi ra đại điện, không có đi loạn khắp nơi, mà lặng lẽ bay lên, Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, thẳng tắp nhìn bốn phía. Hoàng cung rất nhiều tiểu viện trận pháp bố cục lập tức hiện lên ở trong mắt. Chỗ kia trận pháp nhiều nhất. Rất nhanh, tìm được tiểu viện trận pháp nhiều nhất, đổi lại trước kia, nơi này nhiều trận pháp cấp 6 như vậy, xem như vô hồn, cũng không dám xâm nhập nhưng lấy hắn hiện tại lý giải đối với trận pháp, trong phạm vi hồng viễn đế quốc, hầu như vô địch, lại thêm minh lý chi nhãn cùng thiên đạo thư Việt, trận pháp lợi hại hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng giống như mỹ nữ cởi sạch quần áo, lại không có bí mật gì có thể nói. Tránh thoát rất nhiều trạm gác ngầm, cơ quan cùng trận pháp, đi tới tiểu viện này. chương 1567, Thiên Truy Ngưng Hồn Quyết 1 Quy Nguyên Nhất Khí Đại Trận Đứng ở trên tường, nhìn về phía tiểu viện, Trương Huyền nhướng mày. Lại là trận pháp cấp 7. Cái viện này ở trong vô số đình viện của hoàng cung, không tính là rộng rãi nhất, lớn nhất, nhưng trận pháp lợi hại nhất, đã đạt đến cấp 7. Loại trận pháp cấp bậc này, vượt ra khỏi phạm trù của Hồng Viễn Đế quốc, đạt đến phạm vi Phong Hào Đế quốc. Xem ra, hẳn là nơi quan trọng nhất của hoàng cung, Thánh giả Bồ Đề thụ liền kia nên ở bên trong. Mắt sáng lên, dựa theo trung đỉnh thuần nói, thánh giả bồ đề thụ là gốc rễ lập quốc của hồng viễn hoàng thất đã như vậy có lẽ thủ hộ rất xâm nghiêm mà cái viện này vừa vặn phù hợp điều kiện có thể cứu chữa ngụy như yên hay không chỉ có thể tự mình vào xem thực lực của ta bây giờ phá giải trận pháp cấp 7, cần phải hao phí một phen công phu rất lớn minh lý chi nhãn nhúc nhích nhìn một vòng nhịn không được lắc đầu lấy thực lực của hắn bây giờ muốn phá giải trận pháp này tìm ra sinh môn không hề phát giác lách vào cũng có thể làm được, có điều, cho dù có minh lý chi nhãn cân nhắc, cũng cần một, hai canh giờ. Hiện tại người ở trong Hoàng Cung, nguy cơ trùng trùng, về thời gian khẳng định không kịp. Không có biện pháp, vu hồn khẽ động, bẻ một nhánh cây, khống chế lực lượng, thẳng tắp ném vào trong viện. Ông, như tảng đá rơi trên mặt hồ, đại trận bên trong cảm nhận được ngoại lực đụng đến, bỗng nhiên vận chuyển, phát ra thanh minh liên tiếp. Vô số kiếm quang lóe lên, trong chốc lát cành cây liền bị quấy thành phấn vụn. Lại là sát trận cường đại, không đi quản kết cục của cành cây, hai mắt Trương Huyền như điện, nhìn thấy trận pháp vận chuyển, trong đầu thở nhẹ. Thiếu hụt, trận pháp không vận chuyển, giống như người không thi triển võ kỹ, Thiên Đạo thư viện là không cách nào sử dụng, kích hoạt trận pháp liền có thể thuận lợi nhìn ra chỗ mấu chốt. Thức Hải xuất hiện một quyển sách, nhìn qua rất nhanh, đối với đại trận này, lập tức rõ như lòng bàn tay. Thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiến vào bên trong, tìm được vị trí hạch tâm, đạp tới một cước. Hô, trận pháp vận chuyển lập tức ngừng lại. Mặc dù vu hồn vô hình vô chất, lại có thể căn cứ ý niệm khống chế vật phẩm, hiện ra hình thái, muốn trận pháp đình chỉ, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu của hắn, một cước phá trận pháp. Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, bay vào trong viện. Tiểu viện rộng lớn, cùng tiểu viện khác không có khác nhau quá nhiều, chỉ là không có nửa bóng người, cũng không tìm không thấy cái gọi là bồ đề thụ chỉ có mấy bia đá cổ xưa đứng sừng sững. Chẳng lẽ đi nhầm? Nhìn một vòng, Trương Huyền nhíu mày. Dựa theo Trung Đỉnh Thuần nói, gốc thánh giả bồ đề thụ này có lẽ kích cỡ rất lớn, hiện tại trong viện trừ vườn hoa bình thường thì không thấy bất kỳ cây cối gì, chẳng lẽ. Vật trọng yếu nhất của Ngọc Gia cũng không ở địa phương trận pháp xâm nghiêm nhất. Không có thứ này, bố trí trận pháp cấp 7 làm gì? Vì bao phủ mấy cái bia đá, chẳng lẽ những bia đá này còn muốn chân quý hơn bồ đề thụ. Trương Huyền nghi hoặc, nhịn không được nhìn sang, bia đá cố kỹ, không biết đã bao nhiêu năm, thoạt nhìn còn có chút tổn hại, từng hàng chữ lớn điêu khắc trên đó. Những chữ thể này cũng không phải thư họa sư điêu khắc, không có loại ý cảnh đặc thù kia, thậm chí kiểu chữ cũng không tính công chính, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lên một cái, lại làm linh hồn người ta rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, phảng phất như có loại lực lượng đặc thù thiên truy ngưng hồn quyết. Con mắt Trương Huyền rơi vào tấm bia đá thứ nhất, một hàng chữ lớn vào vào mí mắt. Là phương pháp tu luyện hồn phách. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Còn tưởng rằng là cái gì, không nghĩ tới lại là pháp quyết tu luyện linh hồn. Hồn phách, luôn luôn là khó khăn nhất trong tu luyện, nhất là sau khi chức nghiệp vu hồn thất truyền, tu luyện giả đều lấy chân khí vi tôn, người tu luyện hồn phách rõ ràng xuất hiện thế yếu, cũng không có bao nhiêu pháp quyết lưu truyền nguyên nhân chính là như thế, vô hồn của hắn một mực dừng lại ở quy nhất cảnh đỉnh phong, không cách nào tiếp tục tu luyện. Thậm chí trước đó tiên thiên thai độc, cũng không cách nào áp chế. Vốn cho rằng trong viện này, sẽ có thánh giả bồ đề thụ, không nghĩ tới, lại là phương pháp tu luyện hồn phách. Thứ này đối với người khác, không tính là cái gì, muốn tu luyện rất khó, nhưng đối với hắn, có thể là đồ tốt. Từ chỗ mặc hồn sinh nhận được pháp quyết tu luyện vô hồn từ hóa phàm nhất trọng đến cửu trọng, một mực không tìm được phương pháp tu luyện hồn phách thích hợp bổ sung, có lẽ cái gọi là thiên trùy ngưng hồn quyết này có thể tạo được tác dụng. Thiếu hụt, ánh mắt quét tới bia đá, một quyển sách xuất hiện ở trên giá sách. Hiện tại ở trong Hoàng Cung, tình cảnh nguy hiểm, không có thời gian tu luyện, cũng không có thời gian nhìn kỹ, trước thu vào lại nói. Có kinh nghiệm ở phong thánh đài, sao chép văn tự trên bia đá, chỗ ánh mắt đến, nội dung trên tấm bia đá khắc sâu vào trong óc, hình thành thư tịch. Rất nhanh, ghi chép lại văn tự trên mấy tấm bia đá, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ có hữu dụng hay không, lấy trước lại nói. Trở về có rảnh rỗi, từ từ nghiên cứu. Người nào mới vừa thu vào hết, đang định rời đi tiểu viện, tiếp tục tìm kiếm, liền nghe một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại thẳng tắp tập kích tới vu hồn. Nguy rồi, Trương Huyền sầm mặt lại, vu hồn khẽ động tránh thoát công kích, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một trung niên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua. chừng 40 tuổi, một thân quần áo lộng lẫy, khí thức cực kỳ cường đại, cho người ta cảm giác áp bách to lớn, nhất là hai mắt, như một vòng xoáy, như có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Trường 1568, Thiên Truy Ngưng Hồn Quyết 2 Cường giả am hiểu linh hồn, con người trương huyền co rụt lại, nhìn thấy bộ dáng của đối phương, hắn lập tức biết, đối phương cũng không phải có thể nhìn thấy, mà là am hiểu linh hồn, có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Giống như vệ nhiễm tuyết lúc trước, xem ra có thể tỏa trấn Hồng Viễn Đế quốc, trấn nhiếp vô số đế quốc, vương quốc không dám dị động, hoàng cung này quả thực không có đơn giản như tưởng tượng, xem như Vu hồn cũng không phải có thể tùy ý ra vào. Dám xông vào hoàng cung, thật to gan. Như cảm ứng được hắn đang quan sát, trung niên nhân quát lạnh, một quyền công kích tới. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt cuồn cuộn, đã đạt đến thánh giả nhất trọng đỉnh phong. Loại cường giả này, xem như cường đại nhất của Hồng Viễn đế quốc rồi. Trốn, biết chắc không phải đối thủ, Trương Huyền không dám do dự, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp vọt ra ngoài. Muốn chạy trốn, Hoàng Cung Há là địa phương người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cảm ứng được sinh mệnh lẫn vào trong này muốn chạy trốn, trung niên nhân nhíu mày, bàn tay lớn vổ một cái. Âm ầm, một trường ấn tự đại hạ xuống, hết thảy đường lui chung quanh đều bị phong kín mặc dù hắn nhìn không thấy ta, nhưng am hiểu linh hồn có thể cảm ứng được ta tồn tại, không trốn thoát được, làm không cẩn thận thực sẽ bị chém giết. bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, toàn thân trương huyền kéo căng. lần này mức độ nguy cơ còn lớn hơn lúc gặp được vệ nhiễm tuyết. vệ nhiễm tuyết là danh sư học viện, bất kể nói thế nào cũng sẽ lưu chút chỗ trống, mà người trước mắt công kích hung hán, không lưu tình chút nào, dường như nhất định muốn chém giết hắn. cũng đúng một sinh mạng thể không biết tên sông vào hoàng cung, đổi lại ai, chỉ sợ cũng khó an tâm. Thân ảnh nhanh chóng tránh né, có điều, trường lực của đối phương quá hùng hậu, vẫn bị quét trúng một cái, toàn thân đau rát, đã bị thương nhẹ. Không được, trốn tránh như vậy, khẳng định tránh không khỏi. Trương Huyền tràn đầy lo lắng, nhưng đáy lòng lại không bối rối, mà cẩn thận phân tích tình huống trước mắt. Lực lượng hồn phách của hắn, chỉ có quy nhất cảnh, đối phương là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, cách biệt quá xa căn bản không tránh né được một mực tránh né chỉ có bị đánh chết mượn nhờ trận pháp mắt trương huyền sáng lên trong nháy mắt liền có quyết định muốn đánh thắng đối phương nhờ vào thực lực của hắn khẳng định làm không được hiện tại chỉ có thể dựa vào quy nguyên nhất khí đại trận trong viện thông qua thư viện đã biết thiếu hụt cùng mấu chốt của trận pháp muốn thoát thân chỉ có thể lợi dụng nó nghĩ đến nơi này cũng không do dự thân ảnh nhoáng một cái đi tới trước mặt tiết điểm của trận pháp, mà lúc này, công kích của đối phương đã rơi xuống. Vận chuyển, không dám do dự, bàn chân điểm một cái, âm âm, trận pháp mới vừa rồi bị hắn dừng lại, trong nháy mắt kích hoạt, một trận mê vụ bao phủ trung niên nhân ở bên trong. Đi, biết coi như đối phương quen thuộc trận pháp, muốn xông ra cũng cần một chút thời gian, không dám tiếp tục do dự, tinh thần trương huyền nhoáng một cái, thẳng tắp xông ra tiểu viện. Đáng giận, trung niên nhân hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương có thể khống chế trận pháp, tức giận đến hoa hoa kêu loạn, đợi hắn từ trong trận pháp đi ra, thân ảnh của đối phương đã biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc không cảm ứng được. Đến cùng là cái gì? Đứng ở trên bầu trời tiểu viện, nhìn Trương Huyền đã mất đi tung tích, khuôn mặt trung niên nhân xanh xám. Mặc dù những bia đá này ghi lại nội dung, huyền diệu cao thâm, đối phương nhìn một chút, khẳng định khó có thể lý giải được, không cần lo lắng mất đi, nhưng ra vào hoàng cung như chỗ không người, còn có thể khống chế trận pháp cấp 7, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Nếu không phải trận pháp trong tiểu viện vận chuyển, đưa tới hắn hoài nghi, cố ý tới xem một chút, bằng không cũng sẽ không phát hiện. Xem ra, hoàng cung an toàn còn cần gia cố. Mắt hắn sáng lên, không biết đối phương là thánh thú hay nhân loại, biện pháp duy nhất chính là gia cố phòng ngự của hoàng cung, đợi đối phương xuất hiện lần nữa, trực tiếp chém giết. Nguy hiểm thật chạy ra tiểu viện, Trương Huyền không dám tiếp tục phi hành, mà tinh thần khẽ động, hướng chui vào một tiểu viện cách đó không xa. Trận pháp của những tiểu viện này minh lý chi nhãn đều có thể xem thấu, không cần lo lắng xúc động, liên tục chạy hết tốc lực vài trăm mét, lúc này mới tránh qua, tránh né tinh thần của đối phương lục soát, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là hoàng cung của Hồng Viễn Đế Quốc, vẫn có cường giả am hiểu công kích linh hồn. Cũng đúng, bồ đề thụ đã có thể tầm bổ linh hồn, hồn phách của thành viên hoàng thất tất nhiên mạnh mẽ, biết một chút phó kỹ linh hồn cũng không tính là gì. Như vậy muốn ở trong hoàng cung tùy ý đi tìm thánh giả bồ đề thụ, liền không quá dễ dàng. Chơi đùa nửa ngày, yến hội chỉ sợ cũng sắp bắt đầu, sau này tìm cơ hội lại tới. Biết lần này rút dây động rừng, địa phương có bồ đề thụ tất nhiên phòng ngừa càng thêm nghiêm mật, coi như tìm tới, làm không cẩn thận cũng sẽ bị bắt, trần chờ một chút, trương huyền quyết định trước trở về rồi hãy nói dù sao tình huống của Ngụy Như Yên cũng không tệ, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, không cần thiết mạo hiểm. Tinh thần khẽ động, lần nữa nằm ở trên mái hiên, Trương Huyền nhìn kiến trúc lộng lẫy lít nha lít nhít chung quanh, nhịn không được vò đầu. Nhưng, đại sảnh yến hội ở đâu ấy nhỉ? Trương 1569, vu hồn lần nữa tấn cấp 1. Mới vừa rồi bị trung niên nhân đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa, một đường tiến vội, phương hướng hoàn toàn điên đảo, hoàng cung rộng lớn, vô số kiến trúc tương tự để hắn mặt mũi choáng váng không tìm được vị trí yến hội sảnh cho nên đường đường trương đại viện trưởng của danh sư học viện lạc đường thân thể khoảng cách gần còn có thể cảm ứng được hiện tại đâu đâu cũng có trận pháp toàn bộ hoàng cung khắp nơi đều có cường giả khí tức bị cắt đứt làm sao tìm được bay lên cao cũng có thể tìm được đường ra nhưng đã trải qua chuyện vừa rồi hắn biết hoàng cung vô số cường giả thật muốn bay lên sợ rằng sẽ bị lập tức xem như bia ngắm đánh chết. Càng quan trọng hơn là, trước đó người trung niên kia khẳng định còn không có từ bỏ, một khi ngoi đầu lên, liền có thể đuổi tới. Vừa rồi trong sân có trận pháp che chở, còn có thể thuận lợi chạy trốn, nếu trên không trung bị chặn đứng, tốc độ, địa hình đều không chiếm ưu thế, làm không cẩn thận chạy trốn cũng không được. Chỉ cần dọc theo một phương hướng, xuyên qua tất cả đình viện, nhất định có thể rời hoàng cung. Tìm không thấy phương hướng cũng không dám bay ra ngoài, xoa xoa mi tâm, Trương Huyền đành phải dùng biện pháp ngốc nhất. Truyền thuyết nói, rơi vào sơn động đen kịt, không biết phương hướng cũng không nhìn thấy tình huống xa xa, muốn sống đi ra, chỉ có một phương pháp, vịn một bên tường, một mực tiến lên, mặc kệ hốc bao sâu, luôn có thể đi ra. Hiện tại hắn dùng chính là phương pháp này, phòng ốc khắp nơi cơ bản giống nhau, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, dựa theo đường cốt tìm, đụng vào trung niên kia không nói, có lẽ sẽ còn càng đi càng xa khó có thể ra ngoài. Phương pháp duy nhất là mặc kệ phương hướng, dọc theo một con đường đi đến cùng. Hoàng cung lại lớn, trung quy có thời điểm đi ra, một khi rời nơi này, liền có thể phân rõ địa hình, lần nữa trở lại sảnh yến hội. Nhắm phương hướng này đi. Nghĩ đến nơi này, liền quyết định một phương hướng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thân là vu hồn, bức tường không có bất kỳ tác dụng ngăn cản, có thể nhẹ nhõm xuyên qua, chỉ là trận pháp khá phiền toái, ngẫu nhiên còn có cao thủ tuần tra, cần phải cẩn thận. Nhưng có minh lý chi nhãn, lại thêm thiên đạo vô hồn, có thể hoàn mỹ không chế khí tức, chỉ cần không phải cường giả thánh cảnh am hiểu linh hồn, muốn phát hiện, gần như không có khả năng. Liên tục xuyên qua 6, 7 tiểu viện, một tiểu viện cự đại xuất hiện ở trước mắt. Đây là địa phương nào? Cái viện này, rõ ràng khác biệt nơi trước đó chứa đựng bia đá, càng rộng rãi, chung quanh có một phong tức trận đứng sừng sững, tựa hồ sợ đồ vật gì tiết lộ ra. Chẳng lẽ hoàng cung này cũng có bí mật gì không muốn người biết? Phong tức trận, mục đích chính yếu nhất là che đậy khí tức, để khí tức bên trong không cách nào tán giật, người bên ngoài dò xét không vào, nơi này bí mật như vậy, chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra? Không vội vã tiến lên, đứng ở trong viện nhìn bốn phía. Giống như là nơi khảo hạch, sẽ không phải đã rời hoàng cung chứ. Trong viện có rất nhiều đá đo lực dùng để khảo thí lực lượng, thoạt nhìn như một nơi khảo hạch. Hoàng cung làm nhiều đồ vật này như vậy làm gì? Trương Huyền nghi ngờ dạo qua một vòng, cuối tiểu viện là hai bức tường chỉnh tề, thoạt nhìn như đường hầm chật hẹp, phía trên điêu khắc văn tự lít nha lít nhít. Phương pháp gia tăng hồn phách có bảy loại, thứ nhất, ý niệm bức thiết. Thứ hai, đối mặt e ngại, hoảng sợ, rất nhiều cảm xúc. Thứ ba, hai bên bức tường viết đầy các loại phương pháp tu luyện, đều liên quan tới linh hồn, những cái này thật đơn giản. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền liền hiểu được, hai bên mặt tường ghi chép pháp quyết tu luyện linh hồn cực kỳ đơn giản, thuộc về trụ cột nhất, ngay cả Thiên Đạo dẫn hồn quyết lúc trước hắn tu luyện cũng không bằng. Chỉ thích hợp hợp linh cảnh, tu luyện giả vừa mới bắt đầu chạm đến linh hồn sử dụng. Trên vách tường ghi rất nhiều, lít nha lít nhít không biết bao xa, nhìn một hồi, nhịn không được đi về phía trước mấy bước. Công pháp trong này hình như thâm ảo hơn một chút. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Bên trong ghi lại linh hồn pháp quyết tu luyện, hiển nhiên cao thâm hơn phía ngoài không ít, mặc dù so với vô hồn pháp quyết vẫn kém một đoạn, nhưng cũng là công pháp tu luyện linh hồn, thường xuyên luyện tập có trợ giúp hồn lực gia tăng. Đường hầm này thật dài, chẳng lẽ bên trong sẽ càng ngày càng thâm ảo. Dương mắt nhìn vào trong, phát hiện đường hầm tĩnh mịch không biết lan tràn đến địa phương nào, Trương Huyền nhịn không được hiếu kỳ. Chỉ đi mấy bước này, hắn liền phát hiện Càng vào trong nội dung trên vách tường càng thâm ảo, tiếp tục tiến lên có thể cũng có trợ giúp với hắn hay không. Dù sao cách nửa canh giờ còn có một đoạn thời gian, qua nhìn một chút. Dù sao từ khi hắn rời sảnh yến hội đến bây giờ, chẳng qua chừng 10 phút mà thôi, còn có một đoạn thời gian không bằng tiếp tục nhìn xem. Nhanh chóng đi về phía trước, quả nhiên giống như tưởng tượng, càng đi về phía trước, pháp quyết tu luyện liên quan tới hồn phách càng cao thâm, mặc dù hắn thấy rất nhiều chưa hẳn thực dụng nhưng cũng không tình yếu. Ân, làm sao lối đi này, hình như có chút áp lực. Lại đi một hồi, ngay lúc sắp nhìn thấy cuối cùng, đột nhiên Trương Huyền bén nhạy phát hiện, bốn phía thông đạo như có áp lực gì áp bách lấy hồn phách, tuy rất yếu ớt, không quan sát kỹ, căn bản không cảm giác được. Mặc kệ là cái gì, nhìn xong lại nói. Trương 1570, vu hồn lần nữa tấn cấp 2. Biết phía trước còn có pháp quyết tu luyện cao thâm hơn, Trương Huyền cũng không do dự, tiếp tục tiến lên. Tu luyện công pháp, nông cạn hay phức tạp, đối với hắn không có khác biệt lớn, chỉ cần có thể thu vào, liền có thể cống hiến cho Thiên Đạo công pháp hội tụ, đã tới, liền một mạch thu hết lại đi. Ánh mắt dọc theo bức tường, không ngừng đảo qua, phía trên viết nội dung, từng quyển từng quyển xuất hiện ở trong thức hải. Nội dung cuối đường hầm, đã có chút tương tự Thiên Truy Ngưng Hồn quyết trước đó nhìn qua, mặc dù còn hơi không bằng, nhưng cũng không tệ như trước đó thấy. Từ dễ đến khó, cái lối đi này hẳn là chỗ hoàng thất để hậu bối học tập pháp quyết linh hồn. Nhìn đến nơi này, hắn rốt cuộc minh bạch, thông đạo vừa bắt đầu là pháp quyết tu luyện đơn giản nhất, thích hợp mới vừa tiếp xúc linh hồn, càng vào trong càng cao thâm, đến đằng sau đã dung hợp mấy tấm bia đá trước đó. Có thể học đến nơi này, chỉ sợ nắm giữ đối với linh hồn, coi như không bằng hắn, cũng tương đương trung niên kia. Xem ra mấy tấm bia đá kia là căn cơ tu luyện hồn phách của Hồng Viễn hoàng thất khó trách thủ hộ xâm nghiêm như thế. Không còn vu hồn truyền thừa, phương pháp tu luyện hồn phách vẫn là quá đơn giản. Nhìn xong một phần công pháp cuối cùng, Trương Huyền lắc đầu. Những pháp quyết này, đối với người bình thường là không tệ, nhưng hắn tiếp thu qua vu hồn truyền thừa, lại nhìn những thứ này, lại có chút trò trẻ con. Thật giống như nghiên cứu sinh, lại nhìn chương trình học cao trung. Nhưng dù là công pháp như vậy, hoàng thất này, khẳng định cũng siêu tập không biết bao nhiêu năm, hao tốn không biết bao nhiêu công sức bởi vì những công pháp này mặc dù đơn giản lại hết sức hệ thống hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả am hiểu công kích linh hồn thu hồi ánh mắt trương huyền nhìn về phía trước cuối đường hầm là cánh cửa không lớn như có lực lượng gì ra trì xít sao khép kín đưa tay đẩy tới phát hiện cực kỳ chắc chắn a à, trương huyền nhướng mày hồn lực bỗng nhiên vận chuyển răng rác cánh cửa ầm vang mở ra một đại điện rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Ầm ầm, vừa mới đi vào, lập tức cảm thấy một cảm giác áp bách mạnh mẽ thẳng tắp dâng lên, tựa hồ muốn xé rách linh hồn của hắn. A, à, Thiên đạo vô hồn vận chuyển, toàn bộ hồn phách lập tức nhộn nhạo lên một tầng ánh sáng, áp lực lập tức giảm mạnh. Ngẩng đầu nhìn lại đại sảnh, lúc này mới phát hiện, vừa rồi gây áp lực cho hắn là bốn bức tượng. Những bức tượng này vô cùng cao lớn, có tay cầm trường kiếm, có tay cầm đại đao còn chưa tới trước mặt liền cho người ta cảm giác áp bách mãnh liệt, phảng phất như muốn xé rách hồn phách. Trong đại sảnh, linh khí nồng đậm như thực chất, có chút tương tự như lúc trước đi vào hóa thanh trì. Những thứ này, rõ ràng đều là linh khí tẩm bổ hồn phách. Ánh mắt trương huyền sáng lên, linh hồn hấp thu linh khí, không giống thân thể hấp thu, càng thêm nhu hòa, nếu không, cũng không cần buồn giàu vì ngụy như yên như thế. Những linh khí này, mặc dù có thể tẩm bổ linh hồn, nhưng ngụy như yên rơi vào hôn mê sâu không cách nào chủ động hấp thu coi như tới cũng không thể dùng ngụy như yên rơi vào hôn mê sâu không thể chủ động hấp thu chỉ có thực vật tẩm bổ linh hồn chậm chạp tẩm bổ mặc dù những linh khí này có chỗ tốt cực lớn với hồn phách nhưng không có khả năng chủ động chui vào trong linh hồn hư nhược tiến hành bổ dưỡng muốn sử dụng còn cần chủ động hấp thu mới được nàng không thể ta ngược lại có thể không bằng trước gia tăng thực lực hồn phách hồn phách mạnh Cứu nàng nắm chắc liền lớn một chút. Mặc dù những linh khí này không cách nào cứu chữa ngụy như yên, nhưng lại trợ giúp hắn rất lớn, hoàn toàn có thể để cho hồn thể trở nên càng thêm cường đại, như vậy cứu người liền có nắm chắc hơn. Xem trước một chút, có thể dung hợp vu hồn công pháp mới hay không? Tinh thần khẽ động, đắm chìm trong thức hải. Chính xác, từ chỗ mặc hồn sinh lấy được pháp quyết tu luyện vu hồn, dung hợp rất nhiều bí tịch mới vừa thu vào thấp giọng hô một tiếng, một quyển sách rất xuống. Thiên đạo vu hồn đạp hư cảnh, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, lúc trước nhìn đến Thiên Truy ngưng hồn quyết, cùng nhiều công pháp trong thông đạo như vậy, dung hợp công pháp mặc hồn sinh cho, rốt cục được như nguyện có pháp quyết tu luyện vu hồn bát trọng. Trước đó hắn chỉ tu luyện đến quy nhất cảnh đỉnh phong, giờ phút này có công pháp đạp hư cảnh, chung quanh lại có nhiều linh khí thích hợp tu luyện linh hồn, không do dự nữa, lúc này khoanh chân ngồi xuống, công pháp đạp hư cảnh vận chuyển ở trong óc, hồn thể to lớn như một tụ linh trận cường đại, lập tức thôn vệ linh khí hướng tán giật chung quanh vào trong cơ thể. Cô 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 cục cục, một trận giòn vang, hồn lực của Trương Huyền phát sinh biến hóa nhanh chóng. Âm ầm, không lâu sau, liền oanh minh một tiếng, đột phá đến đạp hư cảnh. Đạp hư cảnh trung kỳ, đạp hư cảnh hậu kỳ, đạp hư cảnh đỉnh phong, sau nửa canh giờ, tu vi liền đến đạp hư cảnh đỉnh phong, lực lượng 20 triệu đỉnh quá tốt rồi. Hồn lực gia tăng, tư duy càng thêm mau lẹ, tinh thần cũng càng thêm tràn đầy, đứng dậy, lúc này mới phát hiện, linh khí nồng nặc chung quanh, trải qua hắn đột phá, đã bị thôn vệ không sai biệt lắm. Trước đó, bốn bức tượng chèn ép hắn, cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy, như tiêu hao sạch sẽ năng lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trường 1571, viện trưởng là ai? một Trong hồng viễn hoàng cung, hai thanh niên ăn mặc hoa lệ sóng vai tiến lên đều khoảng hai mươi tuổi thực lực ở quy nhất cảnh ngũ ca hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi tới vượt quan một người tuổi nhỏ hơn cười nói lần này lục muội đột phá một hơi xông qua bốn quan ta lớn tuổi hơn nàng nếu như sông không qua phụ hoàng khẳng định sẽ trách cứ đường đường nam tử hán làm sao cũng không thể thua lục muội a hát thanh niên được gọi là ngũ ca kia mắt sáng lên chính là ngũ hoàng tử của hồng viễn đế quốc ngọc hồng mà thanh niên nhỏ tuổi hơn là bát hoàng tử Ngọc Trinh. Trong rất nhiều huynh đệ tỉ muội tam ca thiên phú cao nhất, thời điểm ở quy nhất cảnh cũng chỉ xông đến cửa thứ ba, vậy mà lục tỷ trực tiếp đến cửa thứ tư, quá lợi hại, ta cũng muốn thử xem, xem có cơ hội xông càng xa hay không. Ngọc Trinh cũng nhẹ gật đầu. Thiên truy hồn đạo, có chỗ tốt cực lớn khi rèn luyện linh hồn, nhưng cũng rất khó, tâm thần hơi không kiên định, liền sẽ hôn mê, người gần đây bị phái ra chấn thủ biên ải, hẳn không có thời gian tu luyện hồn phách a không chịu được, liền sớm rời đi. Ngọc Hồng nói, yên tâm đi ngũ ca, mặc dù những ngày này ở biên ải, ta cũng không có nhàn rỗi, một mực quan tưởng tôi luyện, coi như sông không đến cửa thứ ba, cũng không sai biệt lắm. Ngọc Trinh tràn đầy tự tin, vậy là tốt rồi. Ngọc Hồng không nói thêm lời, hai người tới thông đạo mà trước đó Trương Huyền đi qua. Bắt đầu đi, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người ngưng trọng, nhấc chân đi vào trong, mới vừa đi vài bước, liền cảm thấy trong đó áp bách mạnh mẽ thân thể hai vị hoàng tử kìm lòng không được lắc lư hai lần trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh kiên trì liếc mắt nhìn nhau đồng thời cắn răng tiếp tục đi về phía trước nương theo đi càng sâu lay động càng kịch liệt phốc trước khi ngọc trinh không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi toàn thân mềm nhún ngồi dưới đất ngô ca ta không chịu nổi vẫn là cửa thứ hai liền xem ngươi tốt khuôn mặt ngọc hồng dữ tợn, răng cắn khanh khách rung động, tiếp tục đi về phía trước. Bức tường bốn phía, có pháp quyết tu luyện linh hồn, trong thông đạo, đối ứng cũng có lực lượng áp bách linh hồn, một cửa ải đại khái chừng 5 mét, cả thông đạo tổng cộng 9 quan, quy nhất cảnh có thể đi đến cửa thứ ba, coi như linh hồn tu luyện không tệ. Phốc, lại đi vài bước, ngọc hồng cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng nhợt, sụi lơ trên mặt đất. Mặc dù trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện linh hồn, nhưng vẫn không có sông vào cửa thứ ba. Vẫn chưa được. Hai vị hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, từng người lắc đầu, tràn đầy cười khổ. Vốn cho rằng lục công chúa một hơi đột phá đến cửa thứ tư, bọn họ cũng có cơ hội, không nghĩ tới, ngay cả cửa thứ ba cũng chưa tới, lối đi này, thực sự quá khó khăn. Tại chỗ điều tức một hồi, cảm thấy đâm nhói trong đầu biến mất, lúc này hai người mới đứng dậy, cùng đi ra ngoài. Xem ra thực lực của chúng ta còn chưa đủ, Hiện tại ghi chép mới nhất hẳn là lục tỷ a." Ngọc Trinh nói. "Hẳn vậy, qua nhìn một chút liền biết." Nhẹ gật đầu, Ngọc Hồng đi tới trước mặt một bức tường, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Tường ghi chép có thể biểu hiện ghi chép của người vượt quan lưu lại. "Ông." Một tiếng thanh minh, một hàng con số xuất hiện trước mắt, ghi chép cửa thứ nhất, hai tức. Hai tức, lục tỷ quá lợi hại, cửa thứ nhất chỉ dùng hai tức liền qua. Con mắt Ngọc Trinh trợn tròn không thể tin được. Không thể nào, coi như nàng có thể tới cửa thứ tư, nhưng cửa thứ nhất cũng tuyệt không phải hai tức liền có thể thông qua, nhìn xem thành tích cửa thứ hai. Ngọc Hồng sướng sờ, nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Ông, lại một nhóm chữ xuất hiện, ghi chép cửa thứ hai, hai tức. Vẫn là hai tức. Hai người nhìn nhau, nhịn không được sướng sờ, vội vàng nhấn một cái nữa. Ông, cửa thứ ba, hai tức, cửa thứ tư, hai tức, cửa thứ năm, hai tức cửa thứ sáu hai tức trên tường ghi chép từng dãy số cho thấy thành tích người vượt quan lưu lại thẳng đến cửa thứ chín đều chỉ dùng hai tức thời gian có người qua chín cửa hơn nữa mỗi một cửa đều dùng hai tức hai vị hoàng tử không ngừng run rẩy liếc mắt nhìn nhau từng người từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra hoảng sợ nồng đậm thật hay giả bọn họ ngay cả cửa thứ ba cũng xông không qua đến cùng là người nào không chỉ xông chín cửa còn mỗi một cửa chỉ dùng hai tức không nhiều không ít. Cái này chỉ sợ đã không phải vượt ải, mà là tản bộ A. À. Người lưu lại ghi chép, không có viết tên. Nhìn xong ghi chép, nhưng không nhìn thấy tên, hai người đều cứng đờ. Đi mời bạch thuốc đến, hắn phụ trách lối đi này, khẳng định biết là ai lưu. Một lát sau, Ngọc Hồng nhịn không được nói. Tốt, hai người vội vã rời đi, không lâu sau, một trung niên theo ở phía sau đi tới. Nếu như Trương Huyền ở đây, khẳng định có thể nhận ra chính là cường giả thánh giả nhất trọng bình phong ra tay với hắn lúc trước chuyện gì gấp gáp như vậy trung niên nhân bạch thúc nhíu mày hắn đang truy xét đồ vật tương tự vu hồn trước đó không có thời gian theo hai vị hoàng tử chơi đùa lung tung bạch thúc hai ngày này có phải là ngươi cùng phụ hoàng ai tới vượt quan hay không lưu lại kỷ lục này chúng ta làm sao phá ngọc hồng cười khổ nói vượt ải không có a à. Bạch Thúc lắc đầu. Hiện tại hắn một mực nghiên cứu bia đá, nào có thời gian tới đây vượt ải. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên càng không có khả năng. Cái kia, không phải người cùng phụ hoàng, đây là ai lưu lại. Nghe hắn phủ nhận, Ngọc Hồng sướng sờ, bàn tay khẽ vỗ tường ghi chép. Ông, ghi chép trước đó từng hàng hiện lên. Hai, hai tức. Thân thể Bạch Thúc không tự chủ được lắc lư, thiếu chút nữa ngất đi. Ta cùng bệ hạ, thực lực bây giờ cũng chỉ có thể xông đến cửa thứ 8, hơn nữa. Sau cửa thứ 6, mỗi đi một bước đều cần rất lâu, một cửa ải thậm chí cần nửa canh giờ mới có thể thông qua, hai tức liền qua ải, cái này, cái này. Đến cùng là ai? Chương 1572, viện trưởng là ai? Hai. Hắn cũng bối rối. Thiên Truy Hồn Đạo là tiên tổ Ngọc gia, vì tôi luyện linh hồn hậu bối chuyên môn sáng tạo, trong đó mang theo uy áp mãnh liệt, có thể dùng để rèn luyện hồn phách. Nguyên nhân chính là như thế, Ngọc gia bọn họ vô cùng am hiểu linh hồn, ở trong rất nhiều đế quốc nhất đẳng cũng nổi danh. Không biết bao nhiêu năm, Ngọc gia xuất hiện vô số hậu bối kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có người có thể xông qua cửa thứ 9, đi vào đại điện. Làm sao có ghi chép, hơn nữa chỉ dùng hai tức, hôm qua Ngọc Phi Nhi xuất quan, thời điểm vượt quan, kỷ lục này còn không có. Chẳng lẽ? Con người co rụt lại, đột nhiên nhớ tới hôm nay gặp phải ra hỏa tương tự vu hồn kia. Đi đại điện nhìn xem. Hắn nhịn không được nữa, vội vã vòng qua thông đạo, thẳng tắp đi đến đại điện. Với tư cách người quản lý thiên trùy hồn đạo, coi như không thông qua hồn đạo, cũng có năng lực đi vào đại điện. Đẩy cửa vào, dương mắt xem xét, ra mặt bạch thúc co giật. Trước đó trong đại điện linh khí hùng hậu, giờ phút này biến mất sạch sẽ, bốn bức tượng tiên tổ dùng để ma luyện linh hồn, cũng ảm đạm vô quang, bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái, Xoạt, vỡ vụn đầy đất, biến thành phế tích. Đáng giận, đến cùng là ai? Bạch thúc sắp muốn điên rồi. Cái điện đường này, ẩn chứa uy áp của tiền bối, hắn cũng không vào được. Đến cùng là ai? Không chỉ đi vào, còn biến thành như vậy. Đây rốt cuộc là hồn lực mạnh cỡ nào, mới có thể làm đến. Không được, phải đi bẩm báo bệ hạ. Hắn nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp lao tới đại điện của hoàng đế. Trong đại điện nguy nga nhất hoàng cung. Ngọc Thần Thanh mới vừa phê chuẩn xong tấu trương, nhắm mắt dưỡng thần. Bẩm báo bệ hạ, danh sư học viện đưa tin, ba ngày sau cử hành đại lễ tân viện trưởng kế vị, mời bệ hạ đích thân tới dự lễ. Lão Thái Giám đi tới nói. Ân, đã biết, nói cho bọn hắn, ta nhất định sẽ tới. Ngọc Thần Thanh nhẹ gật đầu. Mặc dù danh sư học viện ở Hồng Viễn Đế Quốc, nhưng nếu bàn về địa vị hay lực ảnh hưởng, hắn cũng không sánh nổi học viện viện trưởng. Có thể lên làm viện trưởng, có thể nói đã là người thứ nhất trong phạm vi hồng viễn đế quốc xem như hắn cũng không dám phản bác tuân chỉ lão thái giám phân phó một tiếng lập tức có người đi ra ngoài đúng rồi tân viện trưởng là ai bọn họ có nói không lúc này ngọc thần thanh mới nhớ ra nhịn không được nhìn qua đối phương không nói chỉ nói do mộc sư từ tổng bộ tới tự mình chủ trì lão thái giám suy nghĩ một chút nói mộc sư danh sư thất tinh mộc phiên ánh mắt ngọc thần thanh sáng lên vâng lão thái giám gật đầu có thể để cho hắn tự mình chủ trì xem ra không phải lục phong thì hẳn là triệu bính tuất như vậy đi người phái người đi hỏi kỹ càng một chút sớm biết chúng ta cũng dễ chuẩn bị lễ vật ngọc thần thanh khoát tay áo nếu như là lục phong bọn họ liền chuẩn bị dược liệu quý báu nếu là triệu bính tuất thì chuẩn bị khoáng thạch chân quý hai người chủ tu chức nghiệp phụ trợ khác biệt, yêu thích tự nhiên không giống. Thân là hoàng đế, am hiểu sâu đạo này, phải chuẩn bị từ sớm, tranh chiếm được niềm vui của tân viện trưởng, như vậy hoàng quyền của Ngọc Gia bọn họ liền có thể vĩnh cố. Bọn họ đã không nói, thân sợ hỏi thăm cũng không ra. Lão thái giám cau mày. Đối phương đã không có ghi rõ tân viện trưởng là ai, liền chắc chắn sẽ không nói, lại hỏi cũng hỏi không ra. Liền nói ta tự mình hỏi thăm, chắc hẳn mấy vị trưởng lão kia sẽ cho ta mặt mũi. Huống chi, sớm biết viện trưởng mà thôi, cũng không phải đại bí mật gì. Ngọc thần thanh khoát tay áo. Thân là người chấp chính cao nhất của Hồng Viễn Đế Quốc, coi như không bằng danh sư học viện viện trưởng, nhưng không kém thập đại trưởng lão bao nhiêu, thật muốn hỏi, đối phương không có khả năng không nói. Vâng, lão thái giám gật đầu. Đúng rồi, sinh nhật Yến của Phi Nhi bắt đầu chưa? Đột nhiên nhớ tới sự tình Yến hội, Ngọc Thần Thanh nhịn không được hỏi. A, à, bệ hạ chưa tới, sao có thể bắt đầu? Lão Thái Giám ngượng cười. Vậy thì tốt, ta đã đáp ứng nàng, hiện tại liền qua nhìn một chút. Ngọc Thần Thanh đứng dậy. Đúng rồi, Trương Huyền Danh sư có tới không? Bẩm báo bệ hạ, thầy Trương đến rồi. Lão Thái Giám gật đầu. Có làm loạn không? Ngọc Thần Thanh nhướng mày, không giận tự uy. Hắn vừa đến, liền ngồi không nhúc nhích hẳn biết đây là hoàng cung, không dám tùy ý làm bậy. Lão thái giám có con đường tình báo chuyên môn, sớm đã dò ra. Vậy là tốt rồi. Ngọc thần thanh nhẹ gật đầu. Đi qua nhìn một chút. Nói xong, đi đầu tới sảnh yến hội. chương 1573, trương huyền bị cự tuyệt một. Cuối cùng cũng ra được. Vu hồn tu luyện tới đạp hư cảnh, trương huyền liền rời tiểu viện, một đường đi thẳng, không lâu sau liền đi ra hoàng cung ra hoàng thành cao ngất, không còn kiến trúc tương tự, lúc này mới nhận ra vị trí. Khí tức trên thân tận lực co rút lại đến thấp nhất, tìm tới cửa cung trước đó tiến vào, tìm được sảnh yến hội, đi vào. Tinh thần khẽ động, vu hồn trở lại thân thể, nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí. Lần này vu hồn ly thể, mặc dù không tìm được thánh giả bồ đề thụ, nhưng thành công siêu tập đủ công pháp tu luyện đạp hư cảnh, đồng thời thành công tấn cấp, cũng không coi là uổng công một chuyến thuận tiện cũng biết trong hoàng cung, nắm giữ cao thủ am hiểu linh hồn, về sau coi như vu hồn muốn qua, cũng cần cẩn thận. Lão sư, người tu luyện xong. Thấy hắn mở mắt, lạc thất thất ở một bên nói. Lão sư của mình tu luyện thật đúng là lạ, không chỉ không có hô hấp, ngay cả tim nhảy cũng mất, nếu không phải sớm nói với nàng là đang tu luyện, thật hoài nghi có phải đã chết hay không. Ân, Trương Huyền gật đầu. Yến hội bắt đầu chưa? Người đã đến đông đủ, Nhẹ gật đầu, Lạc Thất Thất đang muốn nói chuyện, liền nghe ngoài cửa một tên thái giám hô to. Công chúa điện hạ đến. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, lập tức liền thấy một thân ảnh tịnh lệ chậm rãi đi tới. Hôm nay Ngọc Phi nhi mặc váy dài màu tím, phía trên khảm nạm vô số bảo thạch, ở dưới dạ minh châu chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt. Trên mặt trang điểm nhẹ, phối hợp dung mạo xinh đẹp, để cho người ta nhìn lại, nhịn không được tim đập thình thịch. Quá đẹp, so với ở địa cung nhìn thấy tựa như hai người. Công chúa Điện Hạ, ánh mắt thẩm quân sáng lên, lập tức lộ ra cuồng nhiệt, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Không để ý tới thẩm đại thiếu tràn đầy cung kính, Ngọc Phi Nhi vừa tiến vào đại điện, hai con người đen nhánh liền tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh rơi vào trên người Trương Huyền. Thầy Trương, thất thất, các ngươi, đến rồi. Mấy bước đi tới trước mặt, vẻ mặt nữ hải cao hứng. Thầy Trương này, luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu, mặc dù nàng phát thiếp mời, nhưng đối phương tới hay không, cũng không có nắm chắc. Tận mắt thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phi Nhi, hôm nay người thật xinh đẹp. Lạc thất thất trả lời. Muốn nói xinh đẹp, hai người có thể nói tương xứng, mỗi người mỗi vẻ, có điều, hôm nay Ngọc Phi Nhi rõ ràng cẩn thận chuẩn bị, thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Thẩm ca, đây chính là tiểu nhân vật tham tiền ngươi nói. Liễu gia công tử nghi ngờ nhìn về phía thẩm quân, vừa rồi không phải ngươi tiếp xúc sao? Làm sao ta cảm thấy Ngọc Phi Nhi công chúa quan tâm hắn còn nhiều hơn ngươi?" A, à, vẻ mặt Thẩm Quân âm trầm. Không cần đối phương nói, hắn cũng nhìn thấy, hắn đã sớm dự định Ngọc Phi Nhi là nữ nhân của mình, hình viễn tranh với hắn cũng bị thu thập vô cùng thảm, tên này từ đâu xuất hiện? Vốn cho rằng là người con tôm nhỏ tham tiền, hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như vậy. "Lục công chúa, chúng ta rất lâu không gặp, biết hôm nay là sinh nhật của ngươi." đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Thẩm quân giấu không vui ở trong đáy lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới trước mặt, mở ra một cái hộp ngọc. Ông, một cỗ linh khí nồng nặc lập tức sao động ra, để cho người ta hô hấp khó khăn. Nội đan thủy long thánh giả nhất trọng. Không biết ai nhịn không được hô lên. Nội đan thánh thú. Thủ bút thật lớn. Nghe được thanh âm này, cả phòng lập tức xôn xao, cả đám tràn đầy kinh hãi. Không sai, chính là nội đan thủy long thánh giả nhất trọng, ta nghe nói qua thứ này, có thể tầm bổ thân thể tu luyện giả, thường xuyên đeo, còn có thể khiến tâm tình người ta trầm ổn, tu luyện mau lẹ, liền cố ý đi biển sâu tìm được một viên đưa cho công chúa. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người kinh ngạc, thẩm quân nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Thủy long, cũng không phải long tộc, chỉ là một loại thánh thú đặc thù sinh trưởng ở dưới biển sâu, nội đan có thần tác dụng tị thủy, tẩm bổ thân thể, định tâm, giá trị cực cao. Tu luyện giả quanh năm mang ở trên người, có thể để cho tu vi càng thêm tinh tiến, thân thể càng thêm cường đại. Có thể nói, giá trị viên nội đan này không dưới mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, mua cũng mua không được. Không hổ là thẩm quân, vừa ra tay liền làm cho tất cả mọi người chú ý, lễ vật của những người khác đều ảm đạm phai màu. Đa tạ, Ngọc Phi Nhi cũng không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra đồ vật chân quý như thế, sừng sốt một chút, lập tức đưa tay tiếp nhận, thu vào không gian giới chỉ. Thân là công chúa, đủ loại bảo vật gặp qua không ít, nội đan thủy long này, coi như chân quý, nhưng còn không đến mức để nàng thất thố. Người thích là tốt rồi. Thấy nàng nhận, khóe miệng thẩm quân vung lên, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Hôm nay là sinh nhật công chúa, không biết Trương Huynh chuẩn bị lễ vật gì, cho ta mở mang tầm mắt một chút. Nghe được hắn nói, mọi người đồng loạt tập trung tới. Vừa rồi công chúa vừa vào cửa, liền hỏi thầy Trương này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngu nữa cũng biết, thẩm quân đây là trực tiếp làm khó dễ. Ta không có chuẩn bị lễ vật. Trương Huyền lắc đầu. Trước khi hắn đi vào sảnh yến hội, mới biết là sinh nhật yến hội, nào có lễ vật gì. Không có chính là không có, hắn luôn nghèo khó, không bỏ ra nổi bảo bối như nội đan thủy long thánh giả nhất trọng, lại nói, cho dù có, cũng không nỡ tặng. Dù sao quan hệ với Ngọc Phi Nhi không sâu như lạc thất thất, dù sao cũng không bỏ ra nổi, còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Không có chuẩn bị, khổ khổ. Chương 1574, Trương Huyền bị cự tuyệt hai. Thẩm Quân sướng sờ, lời chuẩn bị đến khóe miệng, lại nghẹn vào cổ họng, suýt chút nữa sặc chết. Vốn hắn muốn nhìn lễ vật của đối phương, một khi kém, vừa vặn chèn ép một chút, cũng dễ chứng minh lòng thành của mình, kết quả người ta căn bản không có những người khác cũng sừng sốt. Đường đường sinh nhật yến hội của công chúa, đã tiếp nhận thiếp mời tới, cái gì cũng không chuẩn bị, xác định không phải đang nói đùa. Trương Huynh, cái trò đùa này không vui chút nào, công chúa thành ý mời, chúng ta đều chuẩn bị lễ vật. Người tay không mà tới, khó tránh khỏi có chút quá không tôn trọng a. À. Thẩm quân kịp phản ứng, cười lạnh. Thầy Trương là khách quý của ta, thẩm quân, lời này của ngươi là có ý gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Phi Nhi trầm xuống, thấy công chúa thay đối phương nói chuyện, thẩm quân càng thêm tức giận. "Công chúa, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật, mà thầy Trương tay không mà đến, rõ ràng không có để ở trong lòng." "Hắn?" Ngọc Phi Nhi đang muốn nói, ta không có nói cho hắn biết hôm nay là sinh nhật, chỉ thấy Trương Huyền khoát tay áo, lập tức ngừng lại. "Có lễ vật chính là tôn trọng, ai lễ vật quý giá, người đó liền tôn trọng nhiều một ít." người ý tứ là phi nhi công chúa mời chúng ta tham gia yến hội mục đích là vì lễ vật trương huyền nhìn qua công chúa là tiểu nhân trục lợi ta ta không phải ý tứ này không nghĩ tới đối phương lý luận không đứng đắn như thế bỗng chốc bị đưa vào mương thẩm quân sững sờ vẻ mặt trở nên khó coi ta chỉ nói là người tay không tới là không tôn trọng với công chúa đúng a à, ta tay không tới không tôn trọng với công chúa người mang theo lễ vật chân quý chính là tôn trọng, ý tứ còn không phải nói, công chúa chỉ nhìn lễ vật không nhìn người. Ai có lễ vật, liền tôn trọng người đó. Trương Huyền lắc đầu. Người vũ nhục công chúa như thế, là mục đích gì? Người nói bậy, ta vũ nhục công chúa lúc nào? Thấy hắn càng nói càng xa, thẩm quân vội vàng nhìn về phía Ngọc Phi Nhi, tràn đầy lo lắng. Công chúa, đừng nghe hắn nói bậy, ta không phải ý tứ này lạc thất thất ở một bên chớp chớp con mắt, suýt chút nữa bật cười. Miệng lưới của lão sư nàng thật là quá lợi hại, sinh nhật của người ta, người không cầm lễ vật ngược lại cũng thôi, cư nhiên hùng hồn như thế, nói năng đầy lý lẽ, nói người ta cầm lễ vật ngược lại sỉ nhục chủ nhân. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều chuẩn bị lễ vật, lấy ra, chẳng khác nào đang vũ nhục công chúa, không lấy ra, lại không lễ phép. Mặt giống như bị táo bón. Tốt, hôm nay ta mời mọi người, chỉ là vì tụ hội, ai lại đưa lễ vật, liền trực tiếp rời đi, không cần trở lại, về sau Ngọc Phi Nhi ta sẽ không chào đón. Cắt đứt đối phương xin lỗi, Ngọc Phi Nhi hất ống tay áo. Ta, sắc mặt thẩm quân tái xanh, siết chặt nắm đấm, cầm lễ vật chân quý như vậy, vốn cho rằng có thể lấy được niềm vui của công chúa, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, không có để nàng cao hứng, còn dẫn đến chán ghét. Chuyện này là sao, thật là mất cả trì lẫn trài đều là cái tên này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Huyền, hất lên ống tay áo, xoay người trở lại trên vị trí của mình. Lúc này nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, còn không bằng trước giữ yên lặng, quay đầu lại tìm cơ hội dạy bảo tên này một trầu. Thân là truyền nhân của Thẩm gia, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, trong cùng thế hệ lúc nào thua thiệt qua, không nghĩ tới thế mà bị một tiểu gia hỏa chỉ chừng 20 tuổi làm suýt chút nữa nín chết. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn bực lắc đầu không tiếp tục để ý ra hỏa sắp bị mình làm tức chết, Trương Huyền nhìn về phía công chúa trước mắt. Người có phải tu luyện linh hồn hay không? Vừa rồi vu hồn dọc theo hoàng cung dạo qua một vòng, mặc dù không tìm được thánh giả bồ đề thụ, nhưng cũng phát hiện hoàng thất coi trọng linh hồn, Ngọc Phi Nhi này, nếu là thành viên hoàng thất, khẳng định cũng học tập. Có tu luyện một chút. Ngọc Phi Nhi nhẹ gật đầu, mang theo nghi ngờ nhìn qua. Vừa rồi hỏi thăm hình viễn, biết được hoàng thất các ngươi am hiểu linh hồn, nhắm mắt trầm tư, sáng tạo cho ngươi một bộ pháp quyết tu luyện thích hợp linh hồn, liền tặng cho ngươi làm quà sinh nhật. Trương Huyền truyền âm qua, chạy khắp hoàng cung của người ta, học được thiên truy ngưng hồn quyết trên tấm bia đá, lại hấp thu linh khí nhà người ta không còn. Đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, tự nhiên không thể bạc đãi đối phương. Nếu không trên tâm lý cũng băn khoăn. Linh hồn pháp quyết thích hợp. Ngọc Phi Nhi sững sờ. Ân, là ta học tập hai đại chức nghiệp ma âm kinh hồng bản thân lĩnh hội thích hợp thể chất của ngươi trương huyền nói tu luyện vu hồn là bí mật không thể nói cho người khác biết trộm công pháp của người ta càng không thể nói chỉ có thể sửa chữa một chút lấy hai đại chức nghiệp ma âm kinh hồng làm che chở dù sao hai chức nghiệp này của hắn đều đạt đến đỉnh phong nhất của danh sư học viện người khác muốn nghi ngờ cũng nói không nên lời cái này trần chờ một chút ngọc phi nhi cắn môi ta, không cần. Không cần. Trương Huyền xứng sờ, hắn đã mở miệng, tất nhiên là công pháp không kém, thậm chí vượt xa Thiên Truy Ngưng Hồn Quyết của đối phương. Đối phương thế mà không muốn, Đường Đường danh sư học viện viện trưởng, đưa người công pháp, vậy mà. Bị cự tuyệt, cái này là tình huống gì? Chương 1575, Ngọc Thần Thanh Hoài Nghi một Thầy Trương chuyên môn vì ta sáng tạo công pháp, ta rất vui vẻ, nhưng ta không thể nhận. Ngọc Phi Nhi lắc đầu. Ngươi có biết, công pháp của ta chân quý cỡ nào, chỉ cần tu luyện, hoàn toàn có thể để cho thực lực của linh hồn ngươi gia tăng gấp đôi. Trương Huyền cau mày. Đây cũng không phải tự khen, xem như bản công pháp linh hồn rút gọn, cũng là dung hợp vu hồn, thiên truy ngưng hồn quyết cùng ma âm, kinh hồng, Ngọc Phi Nhi thật muốn học tập, tiến bộ trên linh hồn tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Về sau siêu việt hoàng đế bệ hạ, thậm chí trung niên nhân ra tay với hắn kia, cũng ở trong tầm tay chính bởi vì chân quý mới không thể nhận ngọc phi nhi trần chờ một chút nói nếu không như vậy ta lấy tài vật mua sắm học công pháp đối phương vì mình sáng tạo không có hồi báo chẳng khác nào có tình nghĩa bán sư danh sư đại lục xem rất nặng tình nghĩa thầy trò một khi có chuyện khác đều chỉ có thể biến thành hy vọng xa vời mà mua sắm tiền thanh toán xong liền không liên quan vấn đề này được a à, thấy đối phương kiên trì trương huyền không để ý lắm lắc đầu, ngón tay nhấn tới chán đối phương. Ông, Ngọc Phi Nhi chỉ cảm thấy thân thể mềm mại chấn động, một bộ pháp quyết tu luyện linh hồn hoàn chỉnh truyền vào thức hải. Cái này, chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt thanh tú của nàng liền trợn tròn, dọa đến không ngừng run rẩy. Bộ công pháp này quả thực quá huyền diệu, so với những công pháp nàng tu luyện kia, cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này, quá chân quý, chỉ sợ ta chi trả không nổi, nhất định phải đăng báo phụ hoàng, để người giải quyết. Khuôn mặt Ngọc Phi Nhi đỏ lên, vội vàng nói, vốn cho rằng đối phương sáng chế, coi như lại chân quý, cũng sẽ không mạnh hơn công pháp tổ truyền của gia tộc các nàng, nhìn thoáng qua mới biết được, bộ công pháp kia của gia tộc mình, ném tới trước mặt, đối phương có khả năng ngay cả nhặt cũng sẽ không nhặt, khác biệt thực sự quá lớn. Tùy tiện, Trương Huyền lắc đầu, truyền công pháp ra, cũng coi như báo đáp ân tình hấp thu linh khí của Hoàng Thất, còn đối phương quyết định như thế nào, là chuyện của bọn hắn, cùng mình quan hệ không lớn. Bên này trò chuyện, bên kia vẻ mặt thẩm quân biến thành màu đen, tức giận đến không ngừng run rẩy bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, chỉ cảm thấy trên đầu xanh mơn mờn, tùy ý sinh trường. Khoảng cách khá xa, hai người lại truyền âm, không biết nói thứ gì, chỉ thấy Trương Huyền vỗ lên chán Ngọc Phi Nhi, vẻ mặt đối phương liền đỏ bừng. Trần trụi liếc mắt đưa tình, xem hắn như không có gì. Đáng giận, đáng giận, liễu tuyền, trở về giúp ta điều tra tên này đến cùng có lai lịch gì thẩm quân cắn răng khanh khách rung động như muốn bóp nát chén rượu trong tay hắn mới từ bên ngoài về không rõ ràng sự tình đế đô thầy trương này lại không nói ra họ tên không biết cũng rất bình thường tốt liễu tuyền nhẹ gật đầu đoán chừng là học sinh của danh sư học viện vừa rồi lúc ra cửa phụ thân nói ba ngày sau học viện tân viện trưởng kế vị muốn dẫn ta qua nhìn đại tràng diện đến lúc đó có thể đi vào danh sư học viện, mang mấy người đánh tên này một trầu, giúp ngươi hả giận. Tốt, quyết định như vậy đi, ta cũng mang mấy người, nhất định phải đánh hắn răng rơi đầy đất. Thẩm quân nghiến răng nghiến lợi. Bạch thúc rời tiểu viện liền đi thẳng tới đại điện của Ngọc Thần Thanh. Bẩm báo thất phương ra, hôm nay là sinh nhật của lục công chúa, bệ hạ mới vừa đi sảnh yến hội. Một tên thái giám đi tới. Tốt, ta đi qua đó. Không dám dừng lại, Bạch Thúc vội vã chạy về phía sảnh yến hội, rốt cục ở bên ngoài, đuổi kịp đội nghi trưởng của Hoàng đế. Hoàng huynh, hắn vội vàng nghênh đón. Mộ Bạch, xảy ra chuyện gì lại gấp gáp như vậy? Ngọc thần thanh nhướng mày. Bạch Thúc gọi Ngọc Mộ Bạch là thất phương gia của Hồng Viễn Đế Quốc, thân đệ đệ của Ngọc Thần Thanh. Là như vậy, vừa rồi ta đi lĩnh hội bia đá. Ngọc Mộ Bạch không dám giấu giếm, kỹ càng nói chuyện lúc trước một lần, người nói có đồ vật tương tự vu hồn xuất hiện ở trong hoàng cung. Hơn nữa, luyện hồn điện bị hủy, còn có người một hơi xông qua cửa thứ 9, mỗi một quan chỉ dùng hai tức thời gian. Thân thể Ngọc Thần thanh nhoáng một cái, vẻ mặt không thể tin được. Thân là hoàng đế của đế quốc nhất đẳng, đã gặp đại sự nhiều lắm, nghe xong đối phương nói, vẫn cảm thấy giống như đang nghe thiên thư. Độ khó của thông đạo luyện hồn điện, hắn thân là nhân vật đỉnh phong nhất của Ngọc Gia, tự nhiên biết rõ xem như hắn, kịch liệt chèn ép cũng không đột phá nổi cửa thứ 8. Mỗi một cửa, chỉ cần hai hô hấp, không chỉ như thế, còn vọt tới chủ điện, hấp thu sạch linh khí trong đó, thậm chí ngay cả tượng tiên tổ cũng vỡ nát. Linh hồn này mạnh bao nhiêu? Vâng, Ngọc Mộ Bạch gật đầu, tràn đầy lo lắng nhìn qua. Bệ hạ, có cần khởi động hộ cung đại trận, bắt tên kia ra hay không? Hộ cung đại trận của Hồng Viễn Đế Quốc, ngay cả thánh giả nhị trọng, tam trọng cũng có thể chống lại, coi như đối phương vô hình vô chất, cũng khẳng định trốn không thoát. Một khi khởi động đại trận, toàn bộ hoàng cung đều sẽ rơi vào khủng hoảng, người kia đã bị ngươi đuổi đi, không cách nào truy xét đến, có lẽ. Đã rời đi, Ngọc Thần Thanh lắc đầu. Hộ cung đại trận, không đến đế quốc sinh tử tồn vong, sẽ không mở ra, một khi vận chuyển, nhất định gây nên hỗn loạn, đến lúc đó, coi như hoàng đế như hắn, cũng giải thích không rõ. Lại nói, đối phương đến cùng là vu hồn hay thánh thú người mang dị năng trước khi cha rõ ràng coi như khởi động đại trận muốn tìm chỉ sợ cũng khó mà tìm được vậy làm sao bây giờ người phái thêm nhân thủ tuần tra khắp nơi một khi phát hiện không hợp lý liền lập tức tới cần phải bắt lấy hắn suy tư một lát ngọc thần thanh nói vâng ngọc mộ bạch nhẹ gật đầu được rồi chuyện này ai cũng không được tiết lộ một khi có tin tức lập tức bẩm báo ta Hiện tại ta muốn đi tham gia sinh nhật yến hội của Phi Nhi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1575.